Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Tập 42. Chương 411. Dư Bảo. Nữ tử kia ánh mắt sáng lên, nói, Tăng Tổ chính là kỳ nhân, mấy vị cung phụng khi nhìn thấy người đều phải cung kính. Đáng tiếc, lúc này cũng không tìm thấy lão nhân ra người. Tăng Tổ lúc này sợ là cũng rất khó chiếu cố đến chúng ta. Tông phái của người cũng bị người dị tộc này xâm lấn. Hiện tại hết thảy hy vọng chỉ có nhà Tổ. Nam tử thở dài, ánh mắt dừng ở trên người hài tử bên cạnh. Trong thành, đã có 3 hài tử bị người dị tộc mang đi, sinh tử chưa biết. Ngọc Nhi là ca ca. May mà nam tử quyền thế ngập trời, lần này mới có thể mang hài tử chạy ra. Vương gia, Tổ Trạch kia rốt cuộc có chỗ thần kỳ gì? Nữ tử nhìn hài tử ngủ say, nhẹ giọng nói. Nam tử trầm mặc giây lát, lắc đầu nói, ta cũng không biết Tổ Trạch có gì thần kỳ. Trên di huấn của tổ tiên lưu lại từng nói, nếu vương thức nhất tộc ta gặp phải tai ương diệt tộc, có thể tiến vào Tổ Trạch, lấy máu huyết của bổn tộc mở ra một vật phẩm, từ đó có thể giữ được tộc. Nữ tử kia ngẩn người, nàng và đối phương đã kết duyên phu thê nhiều năm nhưng chưa bao giờ nghe nói qua việc này. Nghe nói, trước kia khi vương gia ta chưa vào kinh thành từng xuất hiện một tiên nhân cường đại hơn vô số lần so với Tằng Tổ. Tiên nhân kia pháp lực thông thiên, không ai có thể kháng cự. Trong Tổ Trạch kia có vật năm đó người lưu lại. Trong mắt nam tử lóe lên sáng ngời, so với Tằng Tổ còn cường đại hơn. Ánh mắt nữ tử lộ vẻ khó có thể tin, nói, vị tổ tiên này hiện tại có thể còn sống không? Nam tử trầm ngâm một chút, không quá khẳng định nói, Tằng Tổ cũng có thể sống gần 200 năm. Nghĩ tới vị tổ tiên kia, thời gian sống sẽ dài hơn, hiện tại hẳn là còn khỏe mạnh. Nữ tử ánh mắt sáng ngời, gấp rút hỏi, nếu vị tổ tiên này có thể trợ giúp chúng ta. Vậy Ngọc Nhi an toàn rồi. Nam tử lắc đầu cười khổ, nói, đây, chỉ là tin đồn, không biết thật giả. Trên thực tế rốt cuộc có người này hay không, cũng không ai biết. Tuy nhiên, nam tử chần chừ một lát, làm sao vậy? Nữ tử vội vàng hỏi, tuy nhiên theo điển tịch của vương gia ta ghi lại, Triệu Quốc 200 năm trước, bất kể là thế giới của tiên nhân hay là trong phàm nhân chúng ta, có một gia tộc khổng lồ tồn tại, gia tộc này họ Đằng. Đằng gia này, nghe nói ở thời điểm ấy, tất cả tiên nhân đều phải nghe lệnh. Trong phàm nhân hoàng đế nhìn thấy một tộc nhân của bọn họ đều phải cúi đầu thi lễ. Đằng gia này vốn là kẻ địch của vương gia ta. Thanh âm của nam tử quanh quẩn bên trong xe ngựa. Sau đó, trong một đêm, Đằng gia bị người diệt tộc, người trong tộc toàn bộ tử vong. Nghe nói, người diệt Đằng gia nhất tộc chính là vị tổ tiên kia. Tốc độ của xe ngựa cực nhanh, sau 3 ngày đã đi đến một trang viên. Trang viên không lớn, 200 năm trước vẫn là một thôn xóm. Sau đó được vương gia mua lại, cải tạo lại 4 xung quanh, trở thành bộ dạng như hiện tại. Sau khi xe ngựa dừng lại, đại hán đầu chọc kia mang theo vẻ mệt mỏi nhảy từ trên xe ngựa xuống, mở cửa xe, cung kính nói, chuyện tiên nghịch, vương gia, tới rồi. Nam tử xuống xe, liếc mắt nhìn trang viên, trên mặt lộ vẻ hồi ức, hạ giọng nói, bổn vương khi còn trẻ từng đi theo phụ thân tới ở đây hơn 1 năm. Thoáng cái đã qua 30 năm, nơi này không có gì thay đổi. Nữ tử sau khi theo hắn xuống xe ngựa, Ngọc Nhi cũng mở to hai mắt, tò mò nhìn trang viên. Đi theo ta, nam tử trầm giọng nói, đi về phía trước. Trong trang viên cũng không có tạp dịch, lúc này chỉ có một số lão nhân ngoài hoa giáp đi ra nghênh đón. Những lão nhân này toàn bộ đều là những người mấy đời cúc cung tận tụy vì vương gia. Bọn họ tất cả tuy rằng tóc đã hoa râm song hai mắt vẫn sáng ngời hữu thần. Một cái nhìn liền có thể khiến nội tâm người khác run lên. Đại hán đầu chọc kia chính là như thế. Hắn nhìn thấy mấy lão nhân này, nội tâm không ngừng kinh hãi. Ở trong mắt hắn, nơi này tùy tiện một người ra tay đều có thể một chiêu khiến hắn phải chịu thua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tập trung vào một lão giả trong đó. Hơn nữa khi nhìn trên tay đối phương vài lần, nội tâm ngẩn ra, hắn biết thân phận của lão giả này. Đối phương chính là đệ nhất cao thủ đỉnh cấp một thời trong chốn võ lâm 20 năm trước.
Chuyện Tiên Nghịch nam tử Mặc Mãng Bảo không nói hai lời, dẫn mấy người mang theo thê nhi trực tiếp tiến vào chỗ sâu bên trong trang viên. Ở bên trong có một gian phòng bình thường. Cha, đây là tổ trạch của nhà chúng ta sao? Ngọc Nhi tò mò hỏi. Nam tử gật gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên từ phía xa truyền đến một hồi tiếng sấm, ngay sau đó hai nam tử trên thân thể có một số vị trí họa đầy phù văn đột nhiên xuất hiện ở phía trên trang viên. Một người trong đó ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua mấy người dưới lòng đất, bình thản nói, chạy trốn cũng rất nhanh. Nam tử sắc mặt đại biến, lập tức che ở trước mặt thê nhi, nhìn hai người kia, chua xót nói, hai vị tiên trưởng, các người và những người đó là chuyện của tiên nhân, cùng phàm nhân chúng ta vô can. Cần gì làm khó chúng ta? Những lão giả xung quanh tất cả ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm hai người trên không. Người kia ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng quét mắt nhìn nam tử một cái, không nói hai lời, tay phải cách không chụp một cái. Mục đích hắn tới đây chính là vì hài tử có linh căn kia. Đúng lúc này, những lão nhân xung quanh đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời che trước người nam tử. Chỉ có điều thân thể huyết nhục của bọn họ rõ ràng không thể chống cự. Chỉ nghe mấy tiếng bịch bịch tức thì toàn bộ hộc máu, thân mình bị ném về bốn phía. Chuyện Tiên Nghịch nam tử sắc mặt đại biến, không nói hai lời kéo thê nhi nhanh chóng lui lại phía sau, tiến vào tổ trạch. Sau khi tiến vào tổ trạch, trên mặt nam tử toát ra mồ hôi lạnh, hắn hai mắt đỏ bừng. Ở trên một bài vị phía trước ấn một cái, lập tức xuất hiện một ngăn bí mật, hắn lập tức cắn đầu lưỡi, lấy máu tươi vẽ một phù hiệu lên cái ngăn. Phù hiệu này là vật mỗi một người thừa kế gia tộc trong một khắc khi trở thành gia chủ phải bắt buộc ghi nhớ ở trong lòng. Đúng lúc này, bên ngoài tổ trạch vang lên một tiếng nổ, chỉ thấy vô số mảnh tường vỡ hóa thành tro bụi. Người có ánh mắt thâm trầm kia bước chân tiến tới. Nữ tử và hài tử đứng ở phía sau, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này, nơi nam tử Mặc Mãng Bảo vẽ phù hiệu đột nhiên lóe ra tử mang kỳ dị. Nháy mắt một khối ngọc thạch từ trong ngăn bí mật bay ra. Một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức bao phủ bốn phía. Người có ánh mắt âm trầm kia lập tức biến sắc. Hắn lui về phía sau mấy bước, ánh mắt vẻ không thể tin nổi. Tên đồng bọn ở bên ngoài cũng cảm giác được lực lượng kỳ dị này đang muốn đi vào xem xét. Đúng lúc này, ngọc thạch đột nhiên lóe lên. Người có ánh mắt âm trầm lập tức kêu thảm một tiếng, gân xanh toàn thân nổi lên, không nói hai lời nhanh chóng lui về phía sau. Ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng hốt sợ hãi. Ở phía trên khối ngọc giản kia hắn cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt. Cường độ của cỗ khí tức này cho dù là một số tứ diệp thuật chú sư đều không thể địch nổi. Đợi sau khi ngọc giản mở ra với tu vi của người này chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Chỉ thấy ngọc thạch chợt lóe lên, người có ánh mắt âm trầm kia phun ra một ngụm máu tươi, thân mình đổ xuống bên ngoài tổ trạch, run lên một cái lập tức bỏ mình. Đồng bọn của hắn ở giữa không trung muốn xông vào nhìn, ngẩn người giây lát không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trong tổ trạch kia có một cỗ khí tức căn bản là mình không thể kháng cự. Chỉ có điều, hắn chưa chạy được bao xa, liền đồng dạng ở dưới ngọc thạch kia lóe lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất bỏ mình. Cảnh tượng kỳ dị này khiến cho ba người trong tổ trạch lập tức giật mình kinh hãi. Truyền thuyết là sự thật, nam tử thì thào tự nói. Trong ngọc giản năm đó Vương Lâm lưu lại có một tia cực cảnh. Với tu vi lúc đó của hắn, một tia cực cảnh này tu sĩ Nguyên Anh kỳ gặp phải tất vong mạng. Lúc này, trong biên giới Triệu Quốc dưới chân núi Hằng Nhạc, bên ngoài Thiên Đạo Tông, tuyệt đại bộ phận tu chân giả của Triệu Quốc đều tụ tập lại đây. Trên mặt bọn họ đều lộ vẻ căm giận, nhìn về phương xa. Trên không trung ở trong tầm mắt của bọn họ chỉ có một người. Người này toàn thân hơn một nửa đều vẽ đầy phù văn. Hắn đứng ở nơi đó liền có một cỗ khí tức cường đại bao phủ bốn phía. Cái tu chân quốc này của các ngươi không ngờ lại có hứng thú như vậy, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Chẳng lẽ ở nơi đây có pháp bảo gì có thể cải tử hoàn sinh cho các ngươi? Thanh âm khàn khàn từ trong miệng người kia truyền ra. Một hắc bào lão giả tóc trắng xóa từ ngọn núi Thiên Đạo Tông bay ra. Lão nhìn chằm chằm người của tiên di tộc kia, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, trong miệng bình thản nói, ngươi có thể thử một lần. Người nọ cười ha hả,
ánh mắt chợt lóe, khí tức toàn thân điên cuồng tràn ra. Phù văn trên thân thể hắn lập tức giống như sống dậy, toàn bộ run rẩy, cuối cùng rời khỏi thân thể hình thành một con phù long bay múa xung quanh thân thể hắn. Có ý tứ, lão phu vốn không phải chuyên môn đối phó những tu sĩ cấp thấp các ngươi, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tuy nhiên ngươi đã nói như vậy, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc có pháp bảo gì có thể khiến các ngươi không sợ hãi. Ánh mắt hắn lộ ra một tia khinh miệt. Lấy thân phận lục diệp thuật chú sư của hắn ở trên chu tước tinh này, chỉ cần không gặp phải một ít tu sĩ hóa thần hậu kỳ hắn liền không có địch thủ. Hơn nữa, hắn không cho rằng ở trong tam cấp tu chân quốc này sẽ có tu sĩ hóa thần kỳ tồn tại. Dưới một bước, thân thể hắn hướng về phái Thiên Đạo Tông bước tới. Phù long xoay quanh thân thể hắn lập tức truyền ra từng trận tiếng gầm thét, từ bên ngoài thân thể hắn bay nhanh về phía Thiên Đạo Tông. Phù long nhanh như tia chớp phá không tiến đến. Trên dưới Thiên Đạo Tông tụ tập tất cả tu sĩ của Triệu Quốc, một đám ngừng thở, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Từ 200 năm trước Triệu Quốc đã có tin đồn. Một người của Triệu Quốc ở Thiên Đạo Tông hóa thần lưu lại một tượng gỗ coi như vật truyền thừa. Người có thể đạt được vật ấy liền trở thành trực hệ đệ tử của người này. Nơi cất giữ vật ấy có thần thức của người này thủ hộ, nếu người vô duyên sẽ không thể mở ra. Nhưng khi Triệu Quốc gặp phải tai ương diệt tộc thì vật ấy có thể phát huy uy lực cường đại. Trong nháy mắt phù long kia bay đến, đột nhiên toàn bộ Hằng Nhạc Sơn rung động mãnh liệt. Trong tiếng ầm ầm, một tượng gỗ từ trên đỉnh núi bay lên. Trong chốc lát khi tượng gỗ này xuất hiện, phù long đang bay đến tấn công lập tức run lên. Nam tử tiên di tộc hai mắt lập tức lộ ra ánh sáng kỳ dị. Thì ra còn có một tia ý cảnh pháp bảo của tu sĩ hóa thần kỳ lưu lại. Chỉ là tu vi của tu sĩ hóa thần kỳ này quá thấp rồi. Cho dù hắn đích thân tới đây, lão phu cũng có thể khiến hắn táng mạng tại đây, huống chi là một cái pháp bảo. Lão già kia chậm rãi nói, ánh sáng kỳ dị trong mắt tan đi, lại lộ ra vẻ khinh miệt. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 412, Thủy Tổ. Hắn nói xong, tay phải điểm một cái ở phía trước. Lập tức mấy con phù long rít gào nhanh chóng lao về phía địa phương kia, mang theo từng trận tiếng xé gió. Tu sĩ của Triệu Quốc tụ tập ở đây đều ngẩng đầu, nhìn tượng gỗ không chớp mắt. Tượng gỗ này ở trong mắt bọn họ là nơi đặt hy vọng của bọn họ, là vật chí tôn của Triệu Quốc. Chỉ thấy tượng gỗ kia chấn động rất nhỏ, lóe ra ánh sáng sáng ngời. Ngay sau đó, một quầng sáng từ trên thân nó đột nhiên khuếch tán ra, va chạm với những con phù long kia. Ầm, ầm, vài tiếng nổ truyền đến, phù long phía trên giống như bị cuồng phong thổi qua. Những phù văn này lập tức chớp động không ngừng, cuối cùng đại lượng phù văn ảm đạm. Mấy con phù long lập tức có hơn nửa biến mất giữa trời đất. Phù long còn lại chỉnh thể cũng rút nhỏ rất nhiều. Tu sĩ của Triệu Quốc thấy một màn như vậy, lập tức trong mắt đều lộ vẻ hưng phấn. Ồ, vật này cũng có chút thú vị, hủy thật đáng tiếc. Người tiên di tộc kia ánh mắt chợt lóe, liếc mắt nhìn tượng gỗ kia một cái, không nói hai lời tay phải ở trước người vuốt một cái. Lập tức trong hư không huyễn hóa ra một đám phù văn tản ra khí tức tang thương. Những phù văn này xoay quanh thân thể hắn, người này thân mình khẽ động bước về phía trước. Tượng gỗ lại lóe ra sóng gợn khuếch tán ra không trung đụng tới phù văn bên ngoài thân thể người này, lập tức rung động kịch liệt, không thể chống cự cuối cùng tiêu tan. Dưới một bước người tiên di tộc kia đã vượt qua khoảng cách, đi tới bên cạnh tượng gỗ trên đỉnh Hằng Nhạc Sơn, đại thủ chụp một cái về phía tượng gỗ. Hào quang trên tượng gỗ lập tức chói mắt, đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Nhưng trong mắt người tiên di tộc này vẻ khinh miệt thủy chung không mất. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đại thủ lập tức đặt phía trên tượng gỗ. Cho dù là chủ tử của ngươi đích thân đến, lão phu cũng nói thu liền thu như thường. Dưới một chảo nam tử kia đã cầm tượng gỗ trong tay, sau khi nhìn thoáng qua, cười nói, đích thật là bảo bối. Nếu ngày sau có cơ hội, lão phu muốn nhìn một chút tiểu bối đã lưu lại tượng gỗ kia. Trên dưới Hằng Nhạc Sơn Thiên Đạo Tông một mảnh vắng lặng. Tất cả tu sĩ đều trầm mặc không nói, tượng trưng trong
lòng bọn họ cứ như vậy bị người hủy diệt. Mặt lộ của Triệu Quốc dường như không thể thay đổi. Xem phân lượng của vật này, lão phu không làm khó các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi trở thành nước phụ thuộc của Tiên Di tộc ta. So với cuộc sống dưới trướng Chu Tước Quốc chắc chắn tốt hơn không ít. Chuyện tiên nghịch người Tiên Di tộc kia trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm, chậm rãi nói. Tượng gỗ của ta không phải là vật có thể lấy. Một thanh âm bình thản từ trong hư không truyền đến. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Người Tiên Di tộc kia vội xoay người nhìn về phía sau. Hắn nội tâm kinh hãi, với tu vi của hắn, không ngờ có người tới gần người cũng không phát hiện, lập tức lâm vào kinh hãi. Hai người từ trong hư không xuất hiện chính là Vương Lâm và Vương Trác. Trong nháy mắt hai người bọn hắn xuất hiện, tu sĩ Triệu Quốc ở trên dưới Thiên Đạo Tông lập tức có người nhận ra bộ dạng của Vương Lâm. Thủy Tổ! Thủy Tổ! Một tiếng hô hoán mang theo hưng phấn vang lên, từ trong miệng tuyệt đại bộ phận tu sĩ truyền ra, thanh âm này thật lớn. Trong nháy mắt giữa trời đất dường như chỉ còn lại thanh âm này. Thủy Tổ! Vương Lâm mỉm cười, hơi gật đầu, tiếng hô hoán lập tức càng lên cao. Người Tiên Di tộc kia sắc mặt cực kỳ khó coi, vẻ khinh miệt trong mắt đã sớm biến mất, thay vào đó chỉ còn lại kiêng kỵ thật sâu. Các hạ, hắn mở miệng đang muốn nói chuyện, lập tức bị Vương Lâm cắt ngang, đem tượng gỗ của ta, cho ta. Thanh âm của Vương Lâm mặc dù bình thản, nhưng lại có cỗ khí tức không cho phép nghi ngờ. Người Tiên Di tộc sắc mặt âm trầm. Hắn có chút nhìn không thấu tu vi của đối phương, người này vừa nhìn xem giống như hóa thần hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng nhìn kỹ, trong cơ thể đối phương không ngờ ẩn giấu một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng kỳ dị này hắn từ miệng trưởng bối trong tộc nghe nói qua, đó là tiêu chí của tu sĩ anh. Biến kỳ, trầm mặc giây lát, hắn không nói hai lời tay phải phất, tượng gỗ lập tức vẫy ra bay về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt Vương Lâm vươn tay bắt lấy tượng gỗ, người này ánh mắt phát lạnh, quát to, phù bạo. Trong khoảnh khắc trên tượng gỗ lập tức thoáng hiện ra đại lượng phù văn. Những phù văn này phát ra u quang, ầm ầm nổ ra, hình thành một đạo tấn công đặc biệt mạnh mẽ. Vương Lâm thần sắc như thường, tay phải điểm một cái về phía trước, lập tức những phù văn bùng nổ này bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Trong nháy mắt bị giam cầm giữa không trung, nén ép trở thành một hình cầu bằng nắm tay. Trong hình cầu này mây khói lượn lờ, bao hàm lực công kích của tất cả những phù văn tự bạo sinh ra. Người của Tiên Di tộc sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới, công kích của mình không ngờ bị đối phương hóa giải dễ dàng như thế. Anh biến, hắn chua xót thì thào tự nói, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ với thực lực của mình, đối diện với tu sĩ anh biến kỳ, tuyệt đối không có phần thắng, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Xui xẻo, thủy tổ của một cái tam cấp tu chân quốc không ngờ là lão quái anh biến kỳ. Loại chuyện xui xẻo như vậy làm sao khiến ta gặp phải? Chuyện tiên nghịch người Tiên Di tộc kia nội tâm chua xót. Hắn đang muốn chạy trốn, đột nhiên trời đất tối sầm lại, chỉ nghe một tiếng rắc rắc, một khe nứt không gian cự đại như có thể cắt ngang hư không đột nhiên xuất hiện ở phía sau chỗ người này lui lại. Người Tiên Di tộc này kinh hãi, thân mình không khỏi dừng lại. Ta cho ngươi đi rồi sao? Vương Lâm ánh mắt bình thản quét qua người này, tay phải chụp lấy tượng gỗ, lưu lại trên đó thần thức mới của mình, sau đó ném một cái, tượng gỗ này bay về phía xa, chìm vào trong hàng nhạc sơn. Các hạ, dựa theo ước định giữa chúng ta, tam cấp tu chân quốc các ngươi Chu Tước quốc sẽ buông tha, đổi lấy chúng ta tạm hoãn công kích tứ cấp tu chân quốc. Chẳng lẽ ngươi muốn bội ước phải không? Người Tiên Di tộc kia sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói. Vương Lâm nhướng mày, nói, ai ước định với các ngươi? Chu Tước tử sao? Người Tiên Di tộc kia ngẩn người, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, nói, các hạ nếu là tu sĩ anh biến kỳ, chắc hẳn biết Kiền Phong. Ước định này là Kiền Phong đại biểu Chu Tước tử và thiếu tộc trưởng của ta cùng ký kết. Kiền Phong, Vương Lâm ánh mắt ngưng lại, tên này hắn nghe qua hai lần. Một lần là nghe từ miệng Liễu Mi, một lần chính là hiện tại. Vớ vẩn. Vương Lâm lạnh giọng nói, tay phải nâng lên, điểm lên trên quang cầu giam cầm phù văn bạo tạc. Lập tức quang cầu kia chấn động, đột nhiên khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn về phía người Tiên Di tộc.
Nam tử tiên di tộc kia sắc mặt đại biến, hai tay vỗ lên trán. Lập tức phía trên mi tâm lóe ra ánh sáng xanh, ngay sau đó một gốc thực vật có 6 lá lập tức xuất hiện, đột nhiên từ trong mi tâm lao ra, va chạm với quang cầu kia. Ầm, người tiên di tộc thân hình bạo lui, miệng phun máu tươi. Nhưng thực vật phía trên mi tâm hắn lại vẫn không tổn thương. Ngược lại thanh mang càng đậm, chỉ có điều người này không muốn ham chiến. Trong khi lui lại phía sau, tay phải ở trước người xoa một cái, lập tức trong tay xuất hiện một mộc côn màu tím. Trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo gợn sóng, hắn nhảy lên xông vào trong gợn sóng kia. Mộc côn màu tím kia chính là cành của luân hồi thụ. Sau khi lấy bí pháp của tiên di tộc bào chế có thể kết nối với luân hồi tổ thụ, tiến hành truyền tống na di trên phạm vi lớn trong toàn bộ chu tước tinh. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, không chút hoang mang nâng tay phải lên, trong miệng nhẹ nói, hút. Lấy trăm trượng xung quanh người tiên di tộc kia làm điểm trung tâm, một lượng mây lớn ào ạt kéo đến, hình thành một quang quyển cự đại. Quang quyển này nhanh chóng nén lại, trong nháy mắt chỉ còn 3 trượng. Vương Lâm thủy chúng thần sắc, như thường, cười nói, người của tiên di tộc, Vương Mỗ giết còn ít sao. Phù chú chi lực, ngươi nói chính là cái này. Vương Lâm tay phải điểm một cái ở trước ngực, lập tức ở phía sau hắn xuất hiện 5 đoàn khí xám. Khí xám này chớp động, hóa thành 5 cái phù văn màu xám, không ngừng chớp động. Ở Nguyệt Tinh khi anh biến, Vương Lâm phát hiện ở trong cơ thể không biết khi nào xuất hiện 5 cỗ khí xám này, bình thường ẩn trong huyệt đạo toàn thân. Nó đối với thân thể chẳng những không có hại, ngược lại mơ hồ có thể khiến linh lực lưu động càng thêm trôi chảy. Người tiên di tộc kia nhìn chằm chằm 5 đoàn khí xám, sắc mặt tái nhợt. Hắn có thể cảm nhận được, ở trên khí xám này có khí tức của thuật chú sư Lục Diệp, rõ ràng là do người trước mắt giết chết. Vương Lâm bình thản liếc mắt nhìn qua người này, tay phải cách không chụp một cái, lập tức quang quyển kia co rút lại trong phạm vi lớn. Người tiên di tộc kia kêu rên mấy tiếng, trong quang quyển toàn bộ thực vật Lục Diệp kia đều tan vỡ. Cuối cùng, theo quang quyển nhanh chóng co rút lại, người này lập tức bị đè ép thành một đoàn huyết nhục. Chuyện tiên nghịch quang quyển tan biến, huyết nhục vỡ vụn, tiêu tán ở trong một mảnh huyết vụ. Lấy thực lực hiện tại của Vương Lâm, giết người này không tốn chút hơi sức, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không cần sử dụng. Dù sao, hắn không giống với tu sĩ hóa thần kỳ, ý cảnh đã có tiên lực. Hắn lúc này đã bước một chân vào anh biến kỳ, chỉ cần đầy đủ tiên ngọc, bất cứ lúc nào cũng có thể anh biến. Chẳng qua, số lượng tiên ngọc thật sự quá mức ít ỏi. Vương Lâm nhìn chỗ người tiên di tộc kia chết, mắt lộ vẻ trầm ngâm. Chu Tước Tử không ngờ lại có hiệp nghị với tiên di tộc, việc này có chút kỳ dị. Còn có Kiền Phong kia, Vương Lâm ánh mắt lóe lên. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 413 Cự Phú. Tất cả tu sĩ trên dưới trong Thiên Đạo Tông nội tâm lúc này vô cùng kích động, đều dùng ánh mắt khác thường ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm. Chuyện tiên nghịch vị lão giả tóc trắng trong Thiên Đạo Tông kia lúc này đi ra khỏi đám người, cúi đầu thật sâu với Vương Lâm, cung kính nói, vãn bối Thiên Đạo Tông Trần Phong Khiếu, tham kiến Thủy Tổ. Tham kiến sư tổ. Lão giả kia vừa dứt lời, lập tức tất cả tu sĩ của Triệu Quốc đồng thời cùng cung kính nói, thanh âm này thật lớn, truyền ra xa xa. Chuyện tiên nghịch, ta không phải thủy tổ của các ngươi. Vương Lâm lắc đầu nói. Lão giả hít sâu, cung kính nói, lão nhân gia người chính là thủy tổ của tất cả người tu chân Triệu Quốc. Điểm này, 200 năm trước khi người ở Thiên Đạo Tông hóa thần thì đã tồn tại, còn xin thủy tổ không nên chối từ. Vương Lâm than nhẹ, nhìn thoáng qua mặt đất của Triệu Quốc. Nơi này là nơi hắn sinh ra lớn lên, trong nháy mắt 500 năm trôi qua. Trong 5 tháng trôi qua có đôi khi hắn nhớ lại chuyện xưa, nội tâm có loại cảm giác như nằm mơ. Thủy tổ đại nhân, nếu không vội vàng xin ở Thiên Đạo Tông nghỉ ngơi mấy ngày, để bọn vãn bối thể hiện chút lòng thành. Vẻ cuồng nhiệt sùng kính trong mắt lão giả cực đậm, Vương Lâm hơi trầm ngâm. Lúc này, Vương Trác ở một bên than nhẹ, nói, Vương Lâm, ở lại Triệu Quốc mấy ngày đi, ngươi không muốn đi xem hậu nhân của tứ thúc hiện nay sao?
Lão giả ngẩn người, đánh giá Vương Trác vài lần. Vương Trác là thiên tư đệ tử trong Thiên Đạo Tông, hắn tự nhiên nhận ra. Nhưng lời nói lúc này của đối phương lại có chút kỳ dị. Lão giả vừa nhìn lập tức phát hiện chỗ không thích hợp, Vương Trác này mặc dù bộ dáng không có gì khác thường, nhưng trong hai mắt lại không còn chút cảm giác của đệ tử Thiên Đạo Tông, mà có một vẻ tang thương. Vương Trác hướng về phía lão giả cười cười, ở bên tai truyền âm mấy câu. Lão giả kia sau khi nghe xong thân mình đột nhiên run lên, với vẻ mặt không dám tin nhìn Vương Lâm, cuối cùng nội tâm xác định. Vương Lâm theo như lời truyền âm của Vương Trác nhất định không thể là giả, vì thế cười khổ, cung kính nói, tham kiến sư tổ. Trần Phong khiếu, ngươi là đệ tử năm đó ta tự mình đưa đến Thiên Đạo Tông. Ngươi năm đó vẫn còn là một thiếu niên, thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy, thế sự tang thương. Vương Trác than nhẹ, Trần Phong khiếu gật đầu cười khổ, trong khoảng thời gian ngắn nội tâm vẫn có chút hoảng hốt. Vương Lâm ở lại Thiên Đạo Tông. Tu sĩ của Triệu Quốc, ngoại trừ một số thủ lĩnh của tông phái còn lại đều tản ra trở về tông phái của mình. Ở Thiên Đạo Tông, Vương Lâm vì tất cả tu sĩ kết đan kỳ của Triệu Quốc giảng đạo một lần. Với cảm ngộ của hắn, lưu lại một hư ảnh của đạo cho tất cả tu sĩ kết đan kỳ, khiến cho khả năng kết anh của bọn họ tăng lên vô hạn. Đồng dạng, đối với mấy người tu sĩ nguyên anh kỳ, Vương Lâm cũng không chút keo kiệt đem kinh nghiệm hóa thần chỉ điểm cho bọn họ. Do đó khiến cho bọn họ đối với hóa thần không còn mê man, mà đã thấy rõ đường lối. 3 ngày sau, Vương Lâm và Vương Trác ly khai Thiên Đạo Tông. Trước khi đi, hắn vì Thiên Đạo Tông bố trí một trận pháp cường đại. Dưới trận pháp này, có thể ngăn cản tất cả tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ có tu vi anh biến kỳ mới có thể phá giải. Đối với một tam cấp tu chân quốc mà nói, loại trận pháp này có thể nói là có 1 không 2. Nói rõ hơn, chỉ có tông phái của ngũ cấp tu chân quốc mới xuất hiện hộ sơn chi trận mạnh hơn so với trận pháp này. Vì Triệu Quốc làm một việc cuối cùng, trong lòng Vương Lâm đối với nơi mình sinh ra lớn lên đã không còn chấp nhất. Vương Lâm đi kinh đô một chuyến, yên lặng nhìn qua hậu nhân của Vương gia. Sau đó ở trong tổ trạch ngày xưa, bọn họ thấy được 3 người nhà Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đáng yêu khiến hắn tới Đại Ngưu và Chu Như khi bé, có chút cảm khái. Vương Trác thu nhận Ngọc Nhi, chuyển cho nó thuật tu tiên. Vương Lâm đi lên, lấy cực cảnh ngọc giản trong tổ trạch ra, cho vào một đạo thần thức. Vương Trác không quay về Thiên Đạo Tông mà ở lại Vương gia. 200 năm trước hắn được Vương Lâm dùng thần thông chi thuật đánh vào trong cơ thể một phụ nữ có thai của Vương gia. Kiếp trước kiếp này cũng đều sinh ra ở Vương gia, cảm tình tự nhiên hơn xa Vương Lâm hắn chuẩn bị dùng cả cuộc đời này để thủ hộ hậu nhân của Vương gia. Việc của Triệu Quốc đến đây kết thúc, tuy nhiên trong lòng Vương Lâm còn có một đạo tạp niệm. Đó chính là Hằng Nhạc phái ngày xưa. Phái này dù sao cũng là chiếc nôi để hắn bước vào tu tiên trong cuộc đời này. Trước khi rời khỏi Triệu Quốc, Vương Lâm chuẩn bị tìm hiểu một lần. Chuyện tiên nghịch thần thức của hắn đảo qua, tất cả động phủ trong các dãy núi to nhỏ trên lãnh thổ Triệu Quốc đều xuất hiện trong đầu. Thân hình hắn khẽ động liền biến mất tại chỗ. Căn cứ trí nhớ, ở một chỗ trong Triệu Quốc được gọi là Tượng Xà Sơn xuất hiện bóng dáng của Vương Lâm. Với ánh mắt phức tạp, Vương Lâm nhìn khắp 4 phía. Ở trong này có một trận pháp, hắn vung tay lên, cũng không phá giải trận pháp này mà trực tiếp xuyên qua, tiến vào bên trong Tượng Xà Sơn. Ở trong này, có một động phủ rất lớn. Vương Lâm tiến vào trong động phủ, đập vào tầm mắt là một mảnh tro bụi. Nơi đây đã rất lâu không có người ở. Chỉ thấy trong đại sảnh của động phủ, trên một khối ngọc thạch lớn có khắc 3 chữ đầy tang thương. Hằng Nhạc phái. Vương Lâm nhẹ than, tiến lên lau đi tro bụi trên ngọc thạch này, nhìn về phía vật này trầm mặc hồi lâu. Lát sau, thần thức Vương Lâm đảo qua, thân mình đi về phía một thạch thất. Phá vỡ cấm chế ở cửa của thạch thất, bày ra trước mắt hắn là một hàng giá, mặt trên đặt một ít ngọc giản tản ra u quang mỏng manh. Bên trong một góc còn có một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này ở trạng thái khoanh chân, trên đó không có vết nứt, càng không có vết thương khi còn sống lưu lại, rõ ràng là hết thọ nguyên chết già. Ngón trỏ tay phải của hài cốt này điểm trên mặt đất. Vương Lâm tiến lên, dọn sạch bụi bặm trên mặt đất, nhìn thấy một hàng chữ. Hằng Nhạc phái, ta chết đi,
Thẹn với tổ tiên, thẹn với tổ tiên. Vương Lâm trầm mặc, lui lại phía sau mấy bước, cung kính cúi đầu với hài cốt, hạ giọng nói, đệ tử Vương Lâm, tham kiến tiền bối. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm xoay người đi về phía những khối ngọc giản kia, cầm lên từng cái, dùng thần thức tham nhập. Cuối cùng, ở trên một khối ngọc giản trong đó, bước chân hắn dừng lại. Lão phu thiên tư ngu dốt, tu tiên không đủ. Cuộc đời này chỉ riêng đối với kiếm có mang ý niệm kỳ dị, giống như cả đời vì kiếm mà sống. Nhưng lại không biết vì sao, hễ thần thức tiếp xúc với kiếm sau một nhịp thở nhất định sẽ vỡ vụn, không có ngoại lệ. Một từ phế nhân chính là nói lão phu, không thể lấy thần thức khống chế kiếm thì không thể dùng kiếm chiến đấu, thẹn với ân sư. Sau 80 tuổi, lão phu chợt có một giấc mộng. Trong mộng ta là một kiếm hồn, quét ngang thiên địa cửu châu, xem như kiếm trung tôn sư. Sau khi tỉnh lại, kiếm ở trong mộng cứ quanh quẩn trong đầu lão phu. Thật lâu không tiêu tan, giống như nó chính là mục tiêu cả đời của lão phu. Đây chính là kiếp trước của lão phu. Ta dứt khoát từ bỏ việc tấn công trúc cơ, chuyển sang đúc kiếm. Ta muốn đúc ra thanh kiếm kia. Ý nghĩ này rất nặng, nặng đến mức lão phu giống như nhập ma không còn là chính mình. Tất cả tâm thần đều đặt trên này, ta nhất định phải đúc ra thanh kiếm trong mộng kia. Trải qua 10 năm. Trong thời gian này, lão phu thậm chí không quản uốn gối cầu kỳ thạch dị thiết trong thiên hạ, thu thập vô số vật đúc kiếm. Thành công đúc ra rất nhiều thanh, nhưng cũng không có cảm giác như trong mộng, toàn bộ bị lão phu chính tay hủy diệt. Một năm ấy, Hằng Nhạc phái gặp phải đại kiếp nạn, cường địch đột kích, diệt môn sắp tới. Cuộc đời này của lão phu, sinh ở Hằng Nhạc, tử, tự nhiên cũng phải chết ở Hằng Nhạc. Đang lúc lâm nguy, lão phu khai lò đúc một lần cuối cùng, thời gian có hạn. Lúc này, lão phu không dùng thời gian đi tìm kỳ vật, đơn thuần lấy sắt thường luyện chế, rất nhanh đã đúc ra một thanh đại kiếm. Trong cõi U Minh tự có thiên ý, kiếm này xuất lô, lão phu đột nhiên tâm có cảm giác, đem vật bằng vàng hòa tan. Quét lên trên kiếm này, lập tức kim quang lấp lánh nhìn kiếm này, cảm giác trong mộng của lão phu đột nhiên giáng lâm. Thân thể giống như không thể khống chế, cầm lấy kiếm này, ở trong một khắc đó, ta giống như về tới trong mộng, trở thành kiếm trung chi hồn kia. Chính là loại cảm giác này, ta ban cho kiếm này cái tên Cự Phú. Tên này mặc dù tục, nhưng lại là suy nghĩ trong lòng ta. Cầm kiếm này, toàn bộ tâm thần lão phu giống như hoàn toàn biến mất, dung nhập vào trong kiếm, lao ra khỏi nơi đúc, giải đại kiếp nạn của Hằng Nhạc phái ta. Sau đó, lão phu mỉm cười mà chết, lưu lại một đạo kiếm quyết để trong Cự Phú, hy vọng đệ tử đời sau hữu duyên đối xử tử tế với kiếm này. Vương Lâm buông ngọc giản, nhắm lại hai mắt, nội tâm không ngừng chấn động. Hắn sở dĩ đến chỗ này mục đích mặc dù là xem một chút Hằng Nhạc phái ngày xưa, nhưng mục đích tìm Cự Phú cũng là một trong số đó. Kiếp trước kiếm hồn, Cự Phú này cùng tiên kia giống hệt nhau. Chẳng lẽ trong hồn phách của vị tiền bối này ẩn chứa một tia kiếm hồn của kiếm tiên bị đánh tan nát năm xưa? Vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt chớp động. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 414, Anh Biến. Nửa tháng sau, Vương Lâm cau mày từ trong khe nứt không gian đi ra. Hắn không thu hoạch được gì, kiếm này sợ là đã vỡ nát. Phải nhanh một chút trở lại luyện hồn tông, tìm kiếm đại lượng tiên ngọc, tiến hành anh biến. Thân ảnh Vương Lâm lóe lên, biến mất tại chỗ, xuất hiện trong một cổ truyền tống trận, sau khi mở ra liền biến mất ở Triệu Quốc. Phía tây Chu Tước Tinh, trong một tứ cấp tu chân quốc. Nơi đây đã bị tiên di tộc chiếm cứ, tu sĩ trong nước phụ thuộc vào tiên di tộc. Lúc này, một người đứng bên ngoài biên giới, người này đầu đội mũ rơm, toàn thân bao phủ trong kim quang. Vương Lâm, ngươi rốt cuộc đã trở lại, một khắc khi ngươi trở lại Chu Tước Tinh, tiền bối đã biết được. Hy vọng ngươi đừng làm người thất vọng. Người này vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Ngươi đã giúp Chu Mỗ giết Lý Nguyên Phong, phong ấn Tuyết Vực Quốc. Chu Vũ Thái ta coi như báo đáp, đưa cho ngươi vật ấy. Phương diện này là Chu Mỗ lấy sinh tử để trả giá, cảm ngộ ra ý cảnh của Liễu Mi.
hy vọng ngươi có thể giống như dự liệu của tiền bối, cắn nuốt đạo tâm của Liễu Mi này, thành tựu Chu Tước chi thế. Thân mình hắn bước một bước liền biến mất. Bì Lô quốc phía bắc đại lục Chu Tước, trong một cổ truyền tống trận, ở giữa có một vòng ánh sáng bay lên, thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện. Hắn đi ra truyền tống trận, thân mình hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Luyện Hồn Tông. Trên đường đi, thần thức của Vương Lâm tản ra, nhìn thấy tu sĩ không ít, nhưng tất cả sắc mặt đều khó coi, ẩn hiện ưu sầu. Đi lại vội vã, thường thường người quen biết nhau thần thức gặp đến cũng chỉ là chào hỏi qua rồi lập tức tản ra. Trong khi Vương Lâm phi hành, đột nhiên nhướng mày, chỉ thấy phía xa có hơn 10 tu sĩ liên hợp lại. Thần thức của bọn họ lấy một loại phương pháp kỳ dị hợp lại, chậm rãi quét ngang qua. Trong mười mấy tu sĩ này, có 3 người hóa thần kỳ, còn lại là nguyên anh kỳ. Bọn họ cũng không phải nhằm vào một người nào đó, mà mỗi một tu sĩ đều bị tra xét một lượt. Khi quét về phía Vương Lâm, Vương Lâm không có thời gian dây dưa với bọn họ, chân bước về phía trước một bước, cả người lập tức biến mất tại chỗ, biến mất vô ảnh giữa thần thức liên hợp của hơn 10. Người kia, hơn 10 người này không phát hiện điều gì khác thường, tiếp tục tra xét. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, không lâu sau đã đi tới bên ngoài sơn môn Luyện Hồn Tông. Hộ sơn đại trận của Luyện Hồn Tông đã mở ra, hình thành một đạo hồn vụ màu đen. Từ xa nhìn lại, trong này giống như có vô số oan hồn dã quỷ. Từng trận kêu khóc thảm thiết từ trong hồn vụ màu đen kia truyền ra, giống như u minh chi cảnh, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Tu sĩ của Bỉ Lô quốc không ai nguyện ý đến gần nơi này, bình thường đều đi đường vòng qua. Chuyện tiên nghịch Vương Lâm nhìn đến hộ sơn đại trận của Luyện Hồn Tông, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chứng minh trong này không có vấn đề gì. Hai tay hắn bắt quyết, tỏa thần chi thuật lập tức vận chuyển. Sau đó, hắn há mồm phun một cái, lập tức một đạo hắc mang từ trong miệng bay ra, ở phía trước hóa thành một cây tôn hồn phiên dài 3 trượng. Tiến, tay phải Vương Lâm điểm một cái về phía trước, tôn hồn phiên lập tức không gió mà bay. Lá cờ thật lớn bay múa, thoáng cái bao phủ thân thể Vương Lâm, cuốn hắn tiến vào hộ sơn đại trận phát ra hồn vụ màu đen kia. Chỉ thấy khi tôn hồn phiên tiến vào hắc vụ này đều giạt về hai bên, vì Vương Lâm mở ra một con đường. Tôn hồn phiên tốc độ cực nhanh, nhoáng lên một cái đã biến mất sâu trong hắc vụ. Lúc này, hộ sơn đại trận sinh ra hồn vụ lại khôi phục bình thường. Con đường nhỏ bị mở ra kia, lập tức bị vũ khí hai bên tràn tới cắn nuốt. Bên trong Luyện Hồn Tông cũng không có nhiều thay đổi so với năm đó khi hắn rời đi. Chẳng qua môn hạ đệ tử trong này càng lộ rõ vẻ điêu linh, không bằng 1/10 năm đó. Từ xa nhìn lại, 9 kim hoàn lúc này chỉ còn lại 3 cái. Ngươi đã trở lại. Một thanh âm tang thương ở trong hư không chậm rãi truyền đến. Chỉ thấy một đạo huyết hoàn xuất hiện ở trước người Vương Lâm, Độn Thiên đi ra. Độn Thiên so với năm đó càng lộ vẻ già nua, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tử khí nồng đậm, cả người thoạt nhìn cùng trước kia khác biệt như trời với đất. Tiền bối người. Vương Lâm hai mắt sững lại, cẩn thận nhìn Độn Thiên vài lần, thầm than một tiếng, hắn nhìn ra thọ nguyên của Độn Thiên đã như ngọn đèn hết dầu. Ngươi đã nhìn ra? Không sao, lão phu vẫn còn có mấy năm thọ mệnh, sẽ không dễ dàng chết được. Độn Thiên cười ha hả, dưới tiếng cười này dường như tử khí trên người cũng bị tách ra không ít. Không tồi, tu CI của ngươi mấy năm nay đề cao không ít, không ngờ đã tới cảnh giới luyện tiên hóa khí, ngưng cốt thốn nhục. Nếu có đại lượng tiên ngọc, ngươi đạt tới anh biến kỳ chỉ trong nay mai. Độn Thiên cẩn thận nhìn Vương Lâm, nội tâm có chút khiếp sợ, hai mắt sáng ngời. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói, tiền bối, nơi này có thể có tiên ngọc không? Độn Thiên ngẩng đầu nhìn trời, cười ha hả, nói, cái tên Tằng Ngưu ngươi khá lắm, trở lại Luyện Hồn Tông chính là vì tiên ngọc. Ta thấy nếu ngươi không thiếu tiên ngọc sợ là cũng sẽ không quay về đây nữa. Vương Lâm khẽ lắc đầu, nói, vì thập ức tôn hồn phiên, ta cũng sẽ trở về. Độn Thiên hai mắt chợt lóe, nhìn về phía Vương Lâm, trong ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, cười nói, tốt, thập ức tôn hồn phiên là của ngươi. Hồn phách của lão phu mấy năm sau cũng là của ngươi. Thậm chí trên dưới Luyện Hồn Tông này cũng đều là của ngươi. Ngươi nếu không thích cũng có thể bỏ Luyện Hồn Tông nơi đây. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ,
Lão Phu làm như vậy đối với ngươi, ngươi nhất định phải hồi báo. Chuyện Lão Phu để ngươi hồi báo chính là bảo vệ tốt thập ức tôn hồn phiên, phiên này còn thì hương hỏa của luyện hồn tông ta bất diệt. Chu Tước Tinh nho nhỏ này không ngăn được bước chân của Tằng Ngưu ngươi. Ngày sau nếu ngươi rời khỏi nơi đây, nhất định phải tìm một nơi để hương hỏa của luyện hồn tông thịnh vượng và xây dựng cho luyện hồn tông ta tòa thiên thê tháp 999 tầng. Hoàn thành đại nghiệp của luyện hồn tông ta, làm cho luyện hồn tông có thể đạt tới tiêu chuẩn của lục cấp tu chân. Chuyện tiên nghịch Tằng Ngưu, ngươi làm được không? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh. Việc trên thế gian này vốn không có cái gì là cho không. Muốn đạt được cái gì nhất định phải trả giá vài thứ. Lời nói của Độn Thiên về luyện hồn tông, nội tâm Vương Lâm rất là đồng cảm. Hắn trầm ngâm giây lát, gật đầu nói, có thể. Độn Thiên cẩn thận nhìn Vương Lâm. Hồi lâu, trong lòng hắn than nhẹ, ngẩng đầu nhìn trời, đáy lòng thầm nhủ, sư huynh, đệ đem hết thảy đều đặt trên thần toán của huynh rồi. Hy vọng huynh cuối cùng sẽ không thua trắng tay. Hắn hít một hơi thật sâu, vung tay áo, nói, đi theo ta. Nói xong, hắn đi trước dẫn đường, Vương Lâm theo sát phía sau. Thân ảnh hai người như điện, trong nháy mắt đã phóng qua ngọn núi đi tới hậu sơn luyện hồn tông. Ở chỗ này, tay phải Độn Thiên đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp phiêu đãng ở hư không. Lập tức hiện ra một lốc xoáy như hắc động cự đại xuất hiện trong hư không, xung quanh lốc xoáy này kéo tới vô số tia chớp màu đen. Một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên khuếch tán ra. Nơi đây là cấm địa của luyện hồn tông ta, chỉ có người nắm giữ tòa thần thuật các đời mới có thể tiến vào trong này. Mang ngươi đến cũng không tính là vi phạm môn quy. Chuyện tiên nghịch thân mình Độn Thiên nhoáng lên, tiến vào bên trong vòng xoáy. Vương Lâm có chút trầm ngâm, ngoài mặt như thường, nhưng nội tâm lại âm thầm cảnh giác, theo sát phía sau. Trong nháy mắt khi tiến vào vòng xoáy, Vương Lâm có một cảm giác giống như đang ở trong truyền tống trận. Trong nháy mắt trước mắt hoa lên, khi xuất hiện đã ở trong một động đá rất lớn. Trên mặt tường phía trước của động đá này có hơn 30 cái linh bài tạo thành từ tiên ngọc. Trong này là linh bài các tu sĩ anh biến kỳ các đời của luyện hồn tông ta. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 415, Truyền thống. Độn Thiên quay về phía những bài vị này cúi đầu, Vương Lâm cũng khom người bái lại. Trong ánh mắt Độn Thiên lộ ra một tia thoải mái, khẽ gật đầu không thể phát hiện. Sau đó đi về phía một bài vị, tay phải nâng lên đặt trên vách tường. Lập tức từng trận ầm ầm từ bốn phía chậm rãi truyền đến. Tằng Ngưu khoanh chân ngồi xuống. Luyện hồn tông ta sở hữu tiên ngọc cũng không nhiều lắm. Năm đó ở Tứ Thánh Tinh mặc dù tích lũy không ít, nhưng qua mấy vạn năm, hơn nữa có thêm hơn 30 tu sĩ anh biến kỳ đã sớm dùng hết. Hiện tại còn lại đây chính là hai huynh đệ lão phu khi còn trẻ đi tiên giới tìm được. Sợ là không đủ cho ngươi sử dụng, nhưng ngươi không cần băn khoăn. Nếu như cuối cùng tiên ngọc không đủ, lão phu sẽ dẫn ngươi đi cướp, nói thế nào cũng phải cho ngươi anh biến thành công trong khoảng thời gian này. Bắt đầu từ hàng sư tổ của lão phu, luyện hồn tông ta nếu có người bị vây ở ranh giới anh biến, cho tới bây giờ cũng không phát sầu vì tiên ngọc. Nhìn chúng tông phái nào, trực tiếp cầm thập ức tôn hồn phiên tới cửa cướp đoạt. Một môn phái không đủ thì đoạt hai, hai cái không đủ thì đoạt ba, dù sao sớm muộn gì cũng đủ. Lão phu năm đó anh biến, chính là sư tôn ta cầm thập ức tôn hồn phiên đi cướp đoạt tất cả tông phái của ba cái ngũ cấp tu chân quốc. Độn Thiên bình thản nói, trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia đắc ý. Vương Lâm sau khi nghe xong chỉ có cười khổ, thầm nhủ, luyện hồn tông thực quá mức hống hách. Thập ức tôn hồn phiên kia là vật ngay cả Chu Tước Tử cũng chú ý. Luyện hồn tông cầm pháp bảo này hoành hành, khó trách trải qua bao nhiêu năm tu sĩ anh biến kỳ nhiều như vậy. Thì ra đều là đoạt tiên ngọc mà ra. Lúc này, tiếng ầm ầm bốn phía càng lúc càng kịch liệt, mặt đất rung nhẹ nhẹ. Cuối cùng trong tiếng răng rắc, chỉ thấy hai khối tiên ngọc lớn đột ngột từ mặt đất trồi lên. Tiên lực nồng đậm lập tức tràn ngập bốn phía. Vương Lâm nhìn kỹ hai khối tiên ngọc lớn này. Về phẩm chất không bằng tiên ngọc lúc trước Vương Lâm sử dụng. Nhưng hai khối tiên ngọc này dù sao cũng quá lớn,
tiên lực ẩn giấu trong đó tự nhiên cũng nhiều hơn. Vương Lâm hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng thổ nạp hấp thu. Hai khối tiên ngọc một trước một sau vây Vương Lâm ở bên trong, phát ra tiên lực dồi dào. Tiên lực này mới vừa tràn ra lập tức bị Vương Lâm hấp thu vào trong cơ thể. Thân thể hắn giống như một vòi rồng lớn điên cuồng hấp thu tiên lực từ hai khối tiên ngọc. Dần dần, tiên lực trên tiên ngọc gần như có thể lấy mắt thường nhìn thấy. Đó là một cỗ khí tức màu trắng ngà, gần như cùng thân thể của Vương Lâm nối thành một đường thẳng, bị Vương Lâm điên cuồng hấp thu. Độn Thiên đứng cách đó không xa âm thầm gật đầu. Hắn trầm ngâm giây lát, vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện 7 cây tiểu kỳ màu trắng, tay phải vung lên, 7 cây tiểu kỳ này lập tức bay ra, rơi xuống xung quanh thân thể Vương Lâm. Chuyển tiên nghịch lập tức, từng đạo bạch tuyến từ trong 7 cây tiểu kỳ tràn ra, liên kết lại với nhau hình thành một đồ hình bất quy tắc. Lập. Độn Thiên hai tay bấm pháp quyết, hư không điểm một cái lập tức từng đạo bạch mạc từ tiểu kỳ liên kết với bạch tuyến, hoàn toàn bao lấy Vương Lâm. Tằng Ngưu, ở trong trận pháp này của ta, tốc độ hấp thu tiên lực và chuyển hóa linh lực của ngươi sẽ nhanh hơn. Lão Phu đối với ngươi đúng là chưa từng keo kiệt. Tiên lực vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng theo mỗi một lỗ chân lông trên thân thể Vương Lâm, điên cuồng chui vào cơ thể. Không ngừng thay đổi thân thể hắn, khiến linh lực vốn tồn tại trong người hắn cũng nhanh chóng chuyển hóa. Dần dần, Vương Lâm đã quên thời gian trôi qua. Cả người hắn toàn bộ đắm chìm trong tiên lực ngưng luyện thân thể. Đối với tiên lực, hắn từ từ có lý giải sâu sắc. Anh biến kỳ là chuyển hóa, lực lượng, linh lực và tiên lực dung hòa. Có thể nói, chỉ có nắm giữ tiên lực, như vậy mới chính thức tính là một cường giả. Tu sĩ anh biến kỳ nắm giữ tiên lực. Rất nhiều pháp bảo cần linh lực mở ra, nó không thể chịu được sự trùng kích của tiên lực, sẽ biến thành có cũng như không, không thể sử dụng. Đồng dạng trong đó cũng có một loại pháp bảo, linh lực không thể mở được nó, chỉ có dùng tiên lực mới có thể khiến nó bộc phát ra lực lượng chân chính. Ví dụ như kiếm tiên, như thần sa. Thời gian trôi qua, cho dù tiên lực nhiều nữa cũng có lúc bị hấp thu hết. Hai khối tiên ngọc đặt trước mặt và sau lưng Vương Lâm, ở một ngày, trong tiếng răng rắc rất nhỏ phía trên nó đã xuất hiện vết nứt. Từng vết nứt như những vết sẹo xuất hiện trên hai khối tiên ngọc ngày càng nhiều. Tiên ngọc cũng không còn màu trắng mà chuyển thành màu của tro tàn. Một ngày nọ, khối tiên ngọc phía trước Vương Lâm sau khi bị hút hết chút tiên lực cuối cùng lập tức rắc một tiếng. Hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một đống bột phấn, chồng chất trên mặt đất thành hình một quả núi nhỏ. Đồng thời, khối tiên ngọc phía sau hắn cũng vỡ tan như vậy, không có gì khác. Tóc Vương Lâm không gió mà động, phất phơ một cách quỷ dị. Toàn thân hắn mạnh mẽ xuất hiện tiên khí, so với năm xưa còn nồng đậm hơn gấp vô số lần. Một luồng uy áp vô biên từ trong cơ thể hắn truyền ra. 7 cây tiểu kỳ ở bốn phía không chịu nổi, đều run rẩy, cuối cùng bị đánh cho sơ xác. Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu, đứng lên, ánh mắt chợt lóe tinh quang, sau đó bình tĩnh trở lại. Hoàn thành được 1/3, ánh mắt Vương Lâm nhìn sang bên chỗ Độn Thiên đang ngồi tĩnh tọa. Độn Thiên mở hai mắt, ánh mắt tươi cười, nói, không tồi, đi, Lão Phu dẫn ngươi đi cướp tiên ngọc. Đây là truyền thống của Luyện Hồn Tông ta, tuy nói hiện tại tiên di tộc đang có chiến loạn, nhưng cũng không thể cản trở truyền thống này của Luyện Hồn Tông ta. Chuyện tiên nghịch Độn Thiên cười, lên ha hả, tay phải xé một nhát lên không gian ở phía trước thân thể. Lập tức một cơn lốc xoáy màu đen xuất hiện, hắn liền bước vào. Vương Lâm khóe miệng mỉm cười, đi theo sau, tiến vào bên trong cơn lốc. Lúc hiện ra, hai người đã ở trên không trung bên ngoài sơn môn của Luyện Hồn Tông. Độn Thiên chắp hai tay, bất ngờ dưới chân xuất hiện một đám mây trắng hướng về phía trước bay đi. Vương Lâm ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, tâm thần chìm đắm vào trong cơ thể, cảm thụ được sự biến hóa của tiên lực. Giờ phút này, trong thân thể hắn, linh lực tăng không nhiều lắm, trong đó có hơn phân nửa đã chuyển hóa thành tiên lực, do vậy, tiên lực trong cơ thể hắn liền nhiều lên. Chẳng qua, tất cả kết cấu xương thịt của cơ thể đều cần tiên lực để tiến hành ngưng hóa, cho nên cần phải có một lượng tiên ngọc lớn mới có thể hoàn thành anh biến. Ở Bỉ Lô quốc Tây Bộ, có một đầm lầy phóng mắt nhìn không thấy giới hạn. Nơi này là một thế giới tĩnh mịch, trong phạm vi ngàn dặm, nhìn không thấy có một người nào.
Nơi này hết thảy đều là những khe núi đầy tiếng côn trùng và những vùng đầm lầy. Môi trường làm cho nơi đây có rất nhiều độc trùng. Thậm chí có một số loài ngay cả tu sĩ cũng không dám trêu chọc. Ở chốn này, thường xuyên có thể thấy một đàn chi chít những con côn trùng gào rít đi qua, bọn chúng là vua của chốn này. Ở trong đầm lầy cũng có một vài yêu thú khác, toàn bộ đều mang đầy chất kịch độc. Nhưng bọn chúng so với độc trùng có chút không bằng nên gần như phần lớn thời gian toàn bộ yêu thú đều sống bên trong đầm lầy, không dám tùy tiện nổi lên trên mặt nước. Toàn bộ Bỉ Lô Quốc, ngoại trừ phàm nhân, người tu chân đều hiểu đầm lầy Tây Bộ là nơi quyết không nên bước vào nửa bước. Nơi đó cũng không phải là nơi hiểm yếu gì, mà là một chỗ sơn môn ma đạo. Chỉ ma đạo đang sinh tồn bên trong đầm lầy này. Chỉ ma đạo là một môn phái tương đối kỳ lạ, môn phái này không có sơn môn đại điện chính thức mà gần như hoàn toàn phân tán rải rác. Chỉ ma đạo tồn tại theo phương thức như vậy bên trong đầm lầy rộng lớn này. Ở trong đầm lầy, có một số khu vực tuy nói không lớn, nhưng cũng không bị lún quá sâu, có thể ở được. Đệ tử của chỉ ma đạo sống trong những khu vực này, lẻ loi tư tán, gần như trải rộng ra toàn bộ vùng đầm lầy. Đệ tử của chỉ ma đạo thường thường không có nhiều lắm tình nghĩa đồng môn, phần lớn đều là một mình tự tu hành. Công pháp của môn phái này là trùng tu chi thuật. Nhờ có một lượng lớn độc trùng trong đầm lầy nên việc tu luyện thăng tiến của họ có được không ít tiện lợi. Một ngày nọ, trên không trung phía đầm lầy bên cạnh xuất hiện hai thân ảnh, hai người này một già một trẻ. Người già mặc áo đen, tóc hoa râm, toàn thân gần như da bọc xương. Người này chắp hai tay, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân phát ra bốn phía từng trận khí tức làm cho tất cả độc trùng đều sợ hãi bỏ chạy. Chuyện tiên nghịch ở bên cạnh hắn là một thanh niên. Người này mặc áo trắng, tóc bó lên vừa phải để hất về phía sau đầu, nhìn tuy không có vẻ anh tuấn nhưng cũng có một cảm giác thoát tục. Nhất là hai mắt của người này, trắng đen rõ ràng, không có một chút tạp chất, chỉ cần liếc nhìn một cái có thể thấu hiểu lòng người. Hai người này chính là Độn Thiên và Vương Lâm. Độn Thiên hiển nhiên ngựa quen đường cũ, trực tiếp dẫn Vương Lâm đến nơi đây trước tiên. Nhìn vùng đầm lầy lớn dưới chân, Độn Thiên cảm khái nói, Tằng Ngưu, ngươi đừng có nhìn mỗi một người của chỉ ma đạo giấu đầu lòi đuôi, đến cả sơn môn cũng không có. Biết không, năm đó ta được sư tôn đem tới đây, lượng tiên ngọc đoạt được cũng gần gấp ba các môn phái tầm thường khác. Hắn nói xong, lập tức tay phải chụp vào hư không một cái, thập ức tôn hồn phiên xuất hiện ở trong tay. Nắm trong tay cây đại phiên ba trượng, khí thế của Độn Thiên lập tức biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm vùng đầm lầy, dưới chân, tay phải vung hồn phiên lên. Lập tức từ bên trong hồn phách gào thét mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Lúc này, thiên địa biến sắc, vật đổi sao trời. Chuyện tiên nghịch không những trên trời mà tất cả mọi nơi khắp bốn phương tám hướng trên mặt đất đều bị hồn phách vờn quanh. Gào khóc từng trận thảm thiết, giống lên từng tiếng thê lương, hóa thành từng đạo sóng âm dữ dội như pháp bảo oanh kích hướng về bốn phía, ầm ầm lan truyền đi. Nói chung, việc này hoàn toàn là tập quán. Nhưng hôm nay nghe từ trong đầm lầy truyền ra vài tiếng gầm rú phẫn nộ. Hai bóng người hóa thành hai tia chớp gào thét mà đến, những hồn phách đang định ngăn trở, tuy nhiên khi chưa kịp đến gần đã bị khí thế xông tới của hai người đẩy lui. Nhưng hai người này trong lòng cũng đều biết vẫn chưa thương tổn đến hồn phách, mà mới chỉ bị bức lui mà thôi. Độn Thiên lão quỷ, không có tiên ngọc. Một người toàn thân mặc đại bào màu tím đỏ, bên tai có hai con rết đỏ như máu quấn quýt, lập tức quát. Người kia là một lão bà mặc quần áo bằng vải đay, trên mặt tuy không ít nếp nhăn nhưng hai mắt sáng vô cùng. Mụ vội ho một tiếng, cắt lời lão già mặc trường bào màu tím đỏ, nhìn Độn Thiên, trầm giọng nói, Độn Thiên lão quỷ, lúc này tiên ngọc không thể giao cho ngươi. Lần trước lúc tiên di tộc đánh tới lão bà ta đã bị trọng thương, dùng tiên ngọc chữa thương đến nay mới khôi phục được hơn phân nửa. Tiên ngọc ta chỉ đủ dùng, không thể cho ngươi được. Độn Thiên ánh mắt sững lại, nhìn vào lão bà, tay phải điểm vào giữa lông mày một cái. Tử ý bị áp chế một nửa trên người hắn lập tức hiện ra. Hắn khàn khàn nói, Yến Hồng, tuổi thọ của ta không còn đến 2 năm. Lão bà ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến. Lão già mặc đại bào tím đỏ kia vẻ mặt cũng có chút khó coi, lẩm bẩm nói,
Luyện Hồn Tông các ngươi đều là một lũ điên, lấy chính tuổi thọ của bản thân để đánh đổi. Hoàn toàn không sợ chết, lấy thập ức tôn hồn phiên kia kiên quyết cướp lấy tiên ngọc của người khác. Độn Thiên cười ha hả, nói, đúng vậy, tuổi thọ của lão phu không đến 2 năm, dĩ nhiên không sợ chết. Hôm nay các ngươi đưa tiên ngọc cho ta sẽ rời khỏi. Nếu không, ta cũng không muốn đánh với các ngươi. Cùng lắm là trong đầm lầy này có độc trùng, lão tử sẽ cho chúng diệt chủng. Lão tử mặc đại bảo tím đỏ giận dữ mà cười, đang muốn nói chuyện, lão bà vội ho vài tiếng nói, lão quỷ, cần gì chứ, nếu ngươi ra tay. Chưa cần nói Luyện Hồn Tông sẽ bị hai người bọn ta trả thù hay không, nhưng tiểu bối bên cạnh ngươi thì ta có thể khẳng định chắc chắn, hắn sẽ chết chắc. Vương Lâm mỉm cười, tay phải điểm vào hư không một cái, lập tức tiên kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, quét một đường, kiếm quang gào thét xuất ra. Một kiếm này Vương Lâm đã vận dụng một tia tiên lực. Tuy hắn chưa hoàn toàn anh biến nhưng tiên lực ít nhiều cũng có thể sử dụng một tia. Tiên kiếm dĩ nhiên cần có tiên lực để sử dụng. Sau khi dung nhập tiên lực, kiếm này bỗng nhiên lóe ra kim quang chói mắt. Một luồng tiên uy từ phía trên lan truyền ra, quét một đường. Kiếm quang này nhanh như chớp, như khai thiên tích địa gào thét đánh xuống. Lão bà kia sắc mặt đại biến, nhanh chóng lấy túi trữ vật. Lập tức một cái xác rùa xuất hiện trong tay, ném đi ngăn cản kiếm quang. Ầm, một tiếng nổ truyền đến, xác rùa kia lập tức vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Đồng thời kiếm quang này cũng bị ngăn trở, tiêu tan không còn. Lão bà sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay cả lão già mặc trường bào màu tím đỏ đứng bên cạnh cũng biến sắc, chăm chú nhìn Vương Lâm. Hai vị, hôm nay tại hạ sẽ chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì nữa sao? Giọng điệu Vương Lâm bình thản, chậm rãi nói. Ngươi là ai? Lão bà trầm giọng nói. Uy lực một kiếm vừa rồi có ẩn chứa tiên lực, điểm này mụ không phải là không ngờ tới. Trên thực tế lúc trước, khi xuất hiện mụ đã cảm nhận được bản lãnh của Vương Lâm đang ở giữa hóa thần và anh biến. Đối với loại tu sĩ bản lãnh như vậy mụ không để vào trong mắt. Nhưng lúc này mụ không thể nào ngờ tới người trước mặt lại có tiên bảo. Pháp bảo lấy linh lực để sử dụng, không kể phẩm chất ra sao, đều được gọi là linh bảo. Cũng như vậy, pháp bảo lấy tiên lực để sử dụng thì gọi là tiên bảo. Cái gọi là tiên bảo có thể hoàn toàn chịu đựng được tiên lực chảy vào, có thể phát huy được toàn bộ uy lực của tiên lực từ pháp bảo xuất ra. Loại pháp bảo này trong tu chân giới không phải là thường thấy. Vì thế, một anh biến tu sĩ cuộc đời này tuyệt đại bộ phận đều theo đuổi, bỏ qua những thăng tiến chức tước, chính là để có được tiên bảo. Cũng vì thế, anh biến tu sĩ có tiên bảo và không có tiên bảo chênh lệch rất lớn. Có được tiên bảo là có khả năng phát huy được hoàn toàn tiên lực của vũ khí, nếu không, chỉ có dùng một ít tiên lực thi triển pháp thuật thần thông thì vẫn còn yếu hơn một bậc. Mặt khác, còn có một số pháp bảo vừa là linh bảo vừa là tiên bảo. Lấy tiên lực cũng có thể khống chế, tuy nói không thể hoàn toàn phát huy nhưng cũng có thể gia tăng uy lực so với lấy linh lực sử dụng hùng mạnh hơn gấp mấy lần. Loại pháp bảo này được gọi là ngụy tiên bảo. Thập ức tôn hồn phiến, cấm phiên là loại pháp bảo này. Trước câu hỏi của lão bà, Vương Lâm mỉm cười nói, tại hạ là Tằng Ngưu. Lão bà giật mình liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, chậm rãi nói, lấy bản lãnh hóa thần mà giết được Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực Quốc và lão tổ của Cự Ma tộc. Tằng Ngưu, hôm nay lão bà không thể giết được ngươi. Lão bà trong lòng than nhẹ, bản lãnh của mụ mặc dù nói là anh biến hậu kỳ, giết Vương Lâm này không khó. Nhưng Độn Thiên lại có ở đây, mụ không có một nửa cơ hội để giết được Vương Lâm. Nhìn thoáng qua lão già bên cạnh mình, lão bà trong lòng lại than thầm. Lão già mặc trường bào tím đỏ bên cạnh mụ lúc này sắc mặt vẫn âm trầm. Bản lãnh của hắn là anh biến sơ kỳ, hắn tự nhận nếu là giết Lý Nguyên Phong thì hắn có thể làm được chứ không nói chơi. Còn nếu đối mặt với lão tổ Cự Ma tộc thì cũng khó lòng thủ thắng. Nhưng thanh niên trước mắt lại là người giết cả Lý Nguyên Phong và lão tổ Cự Ma tộc. Tuy lúc này bản lãnh Vương Lâm vẫn chưa phải là anh biến thật sự, nhưng trong mắt hắn cũng đã coi Vương Lâm như là một người tu đạo cùng cấp bậc. Chuyện tiên nghịch Độn Thiên cười ha hả, hắn cực kỳ vui lòng với biểu hiện của Vương Lâm. Người của Luyện Hồn Tông phải nên như thế, lời nhảm nhí không nên nói nhiều. Theo quy củ,
Tiên Ngọc cho ta một nửa. Độn Thiên nói. Lão bà trầm ngâm một chút, bình tĩnh nhìn Độn Thiên, ánh mắt chợt lóe lên, nói, một nửa thì có thể. Tuy nhiên lúc này Tiên Di tộc đang chuẩn bị tấn công lần thứ hai, nếu như chỉ ma đạo ta mà không địch lại, ngươi phải ra tay trợ giúp một phen. Độn Thiên liếc nhìn lão bà một cái, nói, vậy để ta nhìn một nửa tiên ngọc kia của ngươi xem có bao nhiêu. Lão bà cười khổ, từ trong ngực lấy ra một túi chữ vật, không xem kỹ mà chỉ liếc mắt một cái, trực tiếp ném ra, nói, để cho ngươi vừa lòng. Độn Thiên nhận lấy, lập tức sắc mặt trở nên cổ quái, nhìn lão bà nói, tổ tiên của chị ma đạo các ngươi có phải là chuột không thế? Lần trước sư tôn ta cầm đi nhiều như vậy mà bây giờ vẫn còn như vậy. Hay là các ngươi có phương pháp nào có thể thu được tiên ngọc phải không? Lão bà thần sắc vẫn như thường, bình thản nói, ngươi đừng hỏi nữa, hãy nhớ kỹ ước định của ta và ngươi đấy. Nói xong, thân mình mụ khẽ động, hướng ra xa bay đi. Lão già mặc trường bào màu tím đỏ kia cũng liếc nhìn Vương Lâm thật sâu một cái, do dự một chút liền hướng về Vương Lâm ôm quyền rồi xoay người rời khỏi. Cứ như vậy, Độn Thiên dẫn theo Vương Lâm đi ngang qua toàn bộ Bỉ Lô Quốc đã cướp đoạt được một lượng lớn tiên ngọc. Trên đường đi, Vương Lâm đã hiểu được sự ngang ngược của Độn Thiên. Độn Thiên cầm trong tay thập ức tôn hồn phiên trực tiếp đòi lấy linh thạch, nếu không giao ra, hắn sẽ phóng xuất hồn phách. Dựa vào hắn chỉ còn lại 2 năm tuổi thọ, nên hắn đối phó với các môn phái kia rất dễ dàng. Vì thế ác danh của Luyện Hồn Tông lưu truyền khắp nơi. Còn lại 2 môn phái vô cùng hưng vượng, nhưng truyền thống của Luyện Hồn Tông từ trước đến giờ là như vậy, cuối cùng đều phải xuất ra tiên ngọc. Ngươi thấy sao, đó là tác phong mấy vạn năm qua của Luyện Hồn Tông ta. Ngươi về sau cầm thập ức tôn hồn phiên cũng phải như vậy, chớ để làm hỏng uy danh của Luyện Hồn Tông ta. Độn Thiên vỗ túi chữ vật, hướng về Vương Lâm cười nói. Lúc này tuy nói trên người hắn tử ý vẫn còn đang nồng đậm, nhưng Vương Lâm nhìn lại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tâm tính lương thiện như có một cảm giác siêu thoát. Năm đó Luyện Hóa Tông ta có một vị tổ tiên muốn đạt được vấn đỉnh, cần một lượng tiên ngọc so với ngươi bây giờ còn nhiều hơn gấp vô số lần. Cuối cùng hắn quét ngang toàn bộ Chu Tước Tinh, thậm còn đi một chuyến đến Chu Tước Quốc. Dựa vào thập ức tôn hồn phiên, cho dù là vấn đỉnh lão quái cũng không dám tùy tiện ra tay, vẫn phải vì hắn mà chuẩn bị một lượng lớn tiên ngọc. Độn Thiên tiếp tục nói. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 416, cuộc chiến thứ hai của Di Tiên Tộc. Vương Lâm cười khổ, hắn có thể tưởng tượng được vấn đỉnh lão quái của Chu Tước Quốc lúc đó. Chắc hắn phải cực kỳ đau đầu, cấp ra tiên ngọc, chẳng khác gì là dành dụng tiền cho người khác tiêu. Dù sao Luyện Hồn Tông từ trước đến nay cầm trong tay thập ức tôn hồn phiên gần như đều chẳng khác gì một thế hệ ác bá. À, đã hiểu vì sao Luyện Hồn Tông này lúc đầu là một tu chân quốc cấp 5, cuối cùng đến bây giờ lại lưu lạc trở thành một tông phái. Trong lòng Vương Lâm thầm nhủ, tuy nhiên vị tổ tiên kia cuối cùng vẫn vấn đỉnh thất bại. Kỳ thật ta không ủng hộ phương pháp của hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, không nên đi trêu chọc vấn đỉnh lão quái. Ví dụ như bây giờ, với cây thập ức tôn hồn phiên này, chúng ta đi khắp các tu chân quốc cấp 5, nhìn thấy người nào chúng ta liền đoạt của người đó. Cho dù là cao thủ của Tiên Di tộc cũng không có vấn đề gì. Vương Lâm lại cười khổ. Độn Thiên hống hách không chỉ ở Bỉ Lô Quốc, thậm chí có thể nói ở Bỉ Lô Quốc hắn còn bớt phóng túng hơn. Dù sao tất cả mọi người đều là tu sĩ cùng một nước, không nên trở mặt quá đáng. Nhưng khi ra khỏi Bỉ Lô Quốc, sự hống hách của gã Độn Thiên này Vương Lâm xem như hoàn toàn có thể hiểu được. Trong 3 tháng, Độn Thiên mang theo Vương Lâm đi qua 4 tu chân quốc cấp 5, đi tới đâu cũng như là một đàn châu chấu. Thậm chí có một vài tu chân gia tộc nhận thấy sóng gió sắp đến, không thể không đưa lên một vài khối tiên ngọc. Về phần các tông phái, Độn Thiên không cần phải nói những lời thừa, trực tiếp lấy ra thập ức tôn hồn phiên xuất ra hồn phách che trời phủ đất, còn có hơn 10 chủ hồn tương đương với anh biến kỳ. Hắn tấn công như vậy, một tông phái cấp 5 về căn bản không thể ngăn cản. Độn Thiên đã tích lũy được một lượng lớn tiên ngọc để vào trong túi chữ vật. Cuối cùng ở một tu chân quốc cấp 4,
Độn Thiên đang trên đường cướp ngọc rốt cục lại chọc giận anh biến tu sĩ của nước này. Bốn anh biến tu sĩ ra tay vây lấy Độn Thiên tấn công. Lúc này Vương Lâm mới thật sự hiểu được sự hùng mạnh của thập ức tôn hồn phiên. Sau một trận chiến, Vương Lâm thậm chí còn không có cơ hội ra tay, bốn anh biến tu sĩ lập tức bị đánh bại. Nếu như không vì Độn Thiên không có sát tâm, bốn người này chắc chắc sẽ có một người trở thành chủ hồn của hồn phiên. Sinh mệnh Độn Thiên cũng đến những ngày cuối cùng. Vương Lâm nhìn thấy mức độ kiêu căng như vậy không thể không lấy mũ rơm ra đội ở trên đầu, lấy những tia kim mang phía trên che giấu tướng mạo. Chuyện tiên nghịch tránh cho ngày sau khi Độn Thiên trở thành chủ hồn của hồn phiên, người trong những tông phái bị cướp đoạt tiên ngọc sẽ tìm hắn gây phiền toái. Bốn tu chân quốc cấp 5 cộng thêm 13 tông phái, hơn 100 tu chân gia tộc, nếu thêm cả Bỉ Lô quốc tổng cộng sẽ là 16 tông phái. 3 tháng nay, Độn Thiên cướp đoạt tiên ngọc từ những tông phái này. Ngày hôm nay, Độn Thiên lại ngừng không tiếp tục. Số tiên ngọc này hẳn là đủ cho ngươi anh biến, có lẽ có thể còn dư lại một ít. Sau này ngươi nâng cao bản lãnh cần có tiên ngọc thì phải chính mình đi đoạt. Nhớ kỹ, ở tu chân giới, nhất là anh biến tu sĩ thì phương pháp có được tiên ngọc chỉ có thể là cướp đoạt. Nếu không cho dù sẽ có rất nhiều đệ tử đến tiên giới cũng không thể thu thập đủ được số lượng cần dùng. Chuyện tiên nghịch Độn Thiên rất nghiêm túc nói với Vương Lâm. Vương Lâm gật đầu, đối với việc đoạt tiên ngọc hắn không có e dè gì. Tuy nhiên phương pháp của Độn Thiên hắn không ủng hộ. Nếu là hắn chắc chắn sẽ không lưu lại một nửa, hoặc là không đoạt, nếu đã đoạt, phải đoạt toàn bộ. Có lẽ quá trình sẽ rất khó khăn, nhưng cuối cùng số lượng tiên ngọc nhất định phải gấp đôi số lượng bây giờ. Một lượng lớn tiên ngọc đã đủ, Độn Thiên mang theo Vương Lâm đi đến Luyện Hồn Tông. Đến lúc đó, hắn phải hộ pháp cho Vương Lâm, để cho Vương Lâm có thể đạt đến anh biến kỳ. Chu Tước Tinh rất nhỏ, lúc ta còn trẻ đã đi qua một lần, đi đến Thiên Vận Tinh. Nơi đó rộng lớn hơn Chu Tước Tinh gấp bội, tông phái rất nhiều, tiên ngọc dĩ nhiên cũng nhiều hơn. Trừ phi thực lực không đủ, cướp đoạt một lần nhất định cảm thấy đã đời. Nghe nói trong tu chân, liên minh có rất nhiều tu chân quốc cấp 6 trở lên, hàng năm đều tổ chức tu chân giả đi đến các tu chân tinh khác để cướp đoạt tiên ngọc. Độn Thiên thở dài nói, Thiên Vận Tinh, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. Thiên Vận Tử ở Thiên Vận Tinh đó bản lãnh thâm sâu khó lường. Nghe nói trong tu chân liên minh cũng có địa vị nhất định. Tên tiểu tử Chu Tước Tử còn lâu mới có thể sánh bằng. Độn Thiên nói, Vương Lâm trầm ngâm một chút, đang muốn hỏi nhiều hơn. Đúng lúc này, bỗng nhiên Độn Thiên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía xa. Vương Lâm thần thức khẽ động, liếc mắt nhìn theo. Chỉ thấy ở phía xa trong một đám mây, một màn xương đen như thôn phệ thiên địa đang gào thét mà đến. Màn xương đen này phạm vi thật lớn, nhìn không thấy giới hạn, liên miên bất tận. Một luồng lực lượng mênh mông của phù văn chậm rãi di chuyển đến, tiên di tộc. Ánh mắt Độn Thiên chợt lóe lên. Mấy ngày này, Vương Lâm và Độn Thiên nói chuyện với nhau biết được tiên di tộc mấy năm trước lại xuất hiện ở Chu Tước Tinh, tổ chức đội quân khổng lồ, trực tiếp hướng về Chu Tước Đại Lục triển khai tiến công. Trong cuộc chiến lần thứ nhất, đã có vô số tu sĩ ngã xuống. Trong tiên di tộc cũng tồn tại những thuật chú sư tương đương với vấn đỉnh kỳ, những người này cùng với Chu Tước Tử và hai vấn đỉnh lão quái mở cuộc chém giết. Cuộc chiến này kéo dài 3 năm. 3 năm sau, tiên di tộc không tiếp tục mà rút lui, từng bước chiếm lĩnh các tu chân quốc cấp 3, đối đầu với Chu Tước Quốc. Trong trận chiến đó, có hai nhân vật của Chu Tước Quốc trổ hết tài năng, hai người này Liễu Mi và Kiền Phong. Liễu Mi nhờ có dung nhan tuyệt sắc đã khiến cho một thế hệ nam tu của Chu Tước Tinh lập tức để ý. Nhất là nàng bản lãnh thông thiên, đã đạt tới anh biến trung kỳ, vì vậy khiến cho những người này càng chú ý hơn. Nàng vừa xuất hiện, gần như lập tức làm lu mờ hoàn toàn tiếng tăm của Hồng Điệp năm đó, trở thành thiên chi kiêu nữ. Chuyện tiên, nghịch dường như không còn người nào chú ý đến Hồng Điệp nữa. Người ta lại càng hứng thú hơn khi nói về nàng, bởi vì nàng còn là đệ tử chân truyền của Chu Tước Tử, là một trong bốn người được chọn kế thừa danh hiệu Chu Tước. Nàng vừa xuất hiện, lập tức bắt được một số thất diệp thuật chú sư, thậm chí một bát diệp thuật chú sư tương đương với anh biến hậu kỳ cũng bị nàng bắt. Do đó, uy danh nàng vang dội, càng làm cho người ta chú ý hơn, đó là còn có tin đồn Liễu Mi tâm địa lương thiện, có
có một trái tim vô cùng thuần khiết. Đến nỗi nàng tu luyện đến cảnh giới này mà chưa từng giết qua một người nào, cho dù là tiên di tộc nàng cũng đều chỉ bắt không giết. Tập hợp tất cả những điểm nổi bật đó nên nàng tự nhiên được mọi người chú ý. Mỗi khi nàng xuất hiện, tất cả tu sĩ xung quanh sẽ lập tức cung kính, sẵn sàng tuân mệnh. Thậm chí trong một vài cuộc chiến tưởng chừng như sắp thất bại, nhờ sự xuất hiện của nàng khiến cho tu sĩ Chu Tước Tinh tinh thần đại chấn, với sự giúp đỡ của nàng, chuyển bại thành thắng. Nàng có thể được coi là một trong song kiêu của thế hệ này. Một người được gọi là thiên kiêu khác, người này anh tuấn tiêu sái, diện mạo hiên ngang, bản lãnh cũng là anh biến trung kỳ. Nhìn người này không thấy có nửa điểm cuồng ngạo, chỉ có vẻ tao nhã, tâm hồn đạo nghĩa, hành sự chính trực vô cùng. Người này đến năm thứ hai trong cuộc chiến với tiên di tộc bỗng nhiên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, liền lập tức thâm nhập tiên di tộc, lấy mạng một số cao thủ của tiên di tộc. Cuối cùng hắn cùng với thiếu tộc trưởng của tiên di tộc quyết chiến một trận, chấn động toàn bộ Chu Tước Tinh. Trận chiến của hai người này là trận chiến vì danh dự của thế hệ kế thừa Chu Tước Tinh và tiên di tộc. Trận chiến này, Kiền Phong với thiếu tộc trưởng kia tuy nói là ngang nhau, vẫn chưa thể thủ thắng, nhưng thanh thế của hắn vẫn cao hơn. Lúc này, mọi người mới chú ý tới thân phận của hắn là sư, huynh của Liễu Mi. Trong hàng đệ tử của Chu Tước Tử, Kiền Phong xếp thứ hai. Ngoài ra, Kiền Phong này còn có một thân phận quan trọng khiến cho tất cả mọi người ở Chu Tước Tinh phải chú ý. Người này là hậu nhân của một thế hệ Chu Tước Tử. Trong cuộc chiến thứ nhất với tiên di tộc, Kiền Phong như trăng sáng danh chấn thiên hạ. Cuối cùng hắn đại diện cho Chu Tước Tinh cùng với thiếu tộc trưởng của tiên di tộc ký kết một hiệp ước. Phe Chu Tước bỏ qua tu chân quốc cấp 3, tiên di tộc tạm hoãn cuộc công kích. Độn Thiên ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm màn sương đen đang che trời phủ đất gào thét mà đến từ phía xa, trầm giọng nói, tiên di tộc này đang triển khai cuộc tấn công lần thứ hai. Tằng Ngưu, ta có thể cảm giác được bên trong màn sương đen kia có một thuật chú sư tương đương với anh biến trung kỳ, còn có một người bản lãnh vấn đỉnh ta nhìn không thấu. Ngươi lấy tôn hồn phiên ra, chúng ta tiến lên. Vương Lâm sắc mặt như thường, nhìn thoáng qua màn sương đen xa xa, tay phải chụp lên hư không một cái. Lập tức thập ức tôn hồn phiên từ trong cơ thể biến hóa xuất ra nằm trong tay hắn. Phiên kỳ này lập tức vẫy lên, hóa thành một tấm màn đen bọc lấy thân mình Vương Lâm. Độn Thiên cũng xuất ra thập ức tôn hồn phiên, vung lên một cái bọc lấy toàn thân, mang theo Vương Lâm hai người hóa thành hai đạo lưu tinh màu đen. Giữa vô số những tiếng xé gió và tiếng oan hồn gầm rú thê lương hướng về màn xương đen của tiên di tộc phóng đi. Chuyện tiên nghịch bên trong tiên di tộc lập tức truyền ra từng trận tiếng rít gào. Trong màn xương đen lập tức hiện ra một số lượng lớn người của tiên di tộc. Lúc này, Độn Thiên và Vương Lâm gào thét mà đi, trực tiếp phóng tới. Những người của tiên di tộc đang muốn ra tay, bỗng từ phía sâu bên trong màn xương đen truyền ra một tiếng khiển trách. Lập tức tất cả tộc nhân đều tản ra nhường đường. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo bằng vải đay, ánh mắt như điện, toàn thân không có một chút ấn ký phù văn nào, từ trong màn xương đen đi ra. Bên cạnh hắn còn có một lão già lưng còng đi theo. Lão già này sắc mặt âm trầm, thi thoảng lại ho khan vài tiếng. Chuyện tiên nghịch Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra, lão già này năm đó ở vùng đất tiên di đã truy sát hắn tiến vào khe nứt không gian. Cuối cùng, hắn để Vương Lâm chạy thoát và bị lạc bên trong cái khe. Mối thù truyền kiếp của hai người này trong lòng lão già kia dĩ nhiên rất lớn, nếu Vương Lâm bị hắn nhận ra, nhất định là không chết không xong. Nhưng hiện tại Vương Lâm có đội mũ rơm, hơn nữa toàn thân đều được hồn phách bao bọc, nên người này cũng không thể nhận ra. Luyện hồn tông, người đàn ông trung niên kia nhẹ giọng nói. Sau đó hai mắt hắn lóe sáng, thân thể tiến lên phía trước một bước, trực tiếp ngăn trở phía trước người Độn Thiên và Vương Lâm. Hai vị luyện hồn tông, dừng lại đi. Người đàn ông trung niên kia mỉm cười, đưa tay phải về phía trước vỗ vào hư không một cái. Ầm một tiếng nổ truyền đến. Sau cái vỗ nhẹ của người này, lập tức một luồng lực đạo vô hình xuất hiện giữa trời đất giống như một cái lồng từ trên trời chụp xuống xung quanh Độn Thiên và Vương Lâm. Thân sắc Vương Lâm khẽ biến, dưới luồng lực đạo vô hình của đối phương, hắn lập tức cảm thấy một nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Cửu Diệp thuật chú sư, thanh âm Độn Thiên từ trong hồn phiên truyền ra.
bỗng thấy hồn phiên bên ngoài thân thể Độn Thiên khẽ động, rất nhiều hồn phách gào thét lao ra, trong đó có 13 tử kim hồn phách giống như thiên thần giáng lâm, tràn ngập bốn phía. Xông lên cho ta! Độn Thiên hét lớn. Lập tức đám hồn phách này điên cuồng hướng về bốn phía tám hướng gào thét lao tới, nhất là 13 tử kim hồn phách kia lại càng sắc bén dị thường. Người của tiên di tộc từ anh biến kỳ trở xuống đều tê liệt xúc giác. Người đàn ông trung niên kia nhíu mày. Nghìn năm gần đây hắn mới thăng cấp lên, đến cửu diệp, tương đương với tu sĩ vấn đỉnh sơ kỳ, chưa từng được thấy uy lực của thập ức tôn hồn phiên năm đó. Chỉ là ở trong tộc có một ít điển tịch nói về cuộc đại chiến mấy vạn năm trước, cây phiên này uy lực vô cùng, là pháp bảo mà người của tiên di tộc kiêng kỵ nhất. Lúc này được nhìn thấy, sắc mặt hắn có chút âm trầm, vung tay phải lên. Lập tức màn xương đen nhanh chóng tản ra bốn phía, cùng với tộc nhân của tiên di tộc bên trong toàn bộ lui về phía sau, hình thành một khu vực trống. Độn Thiên cười ha hả, cùng với Vương Lâm lập tức lao ra, trong nháy mắt tránh ra khỏi màn xương đen, hướng về phía xa bay đi. Mộc Nghiệp, ngươi mang theo tộc nhân tiếp tục tiến lên họp mặt với thiếu tộc trưởng. Ta đến lĩnh giáo uy lực của thập ức tôn hồn phiên một chút. Người đàn ông trung niên sau khi phân phó, thân mình tiến về phía trước, đuổi theo Độn Thiên. Lão già lưng còng lập tức gật đầu, dẫn theo tộc nhân tạo thành màn xương đen, tiếp tục tiến về phía trước. Độn Thiên đang bay, bỗng nhiên ngừng lại một chút, cười lạnh nói, cửu diệp thuật chú sư của tiên di tộc này đang đuổi tới. Tằng Ngưu, ngươi hãy chú ý nhìn xem vì sao tu sĩ vấn đỉnh như vậy lại kiêng kỵ thập ức tôn hồn phiên này. Độn Thiên nói xong, xoay người nhìn theo tiên di tộc. Bỗng thấy một đạo cầu vồng nhanh như tia chớp trong nháy mắt đuổi theo tới nơi, chính là người đàn ông trung niên kia. Độn Thiên không nói nhiều, lập tức hai tay bấm quyết, cắn đầu lưỡi phun về phía trước một cái, miệng quát, 5 triệu hồn phách, 13 chủ hồn, hiện. Bỗng nhiên trời đất tối sầm lại, toàn bộ không trung như một bị một tấm màn đen bao phủ. Toàn bộ vùng đất này trong nháy mắt như biến thành địa ngục. Oan hồn gào rít thê lương thảm thiết, vang vọng khắp nơi, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Chỉ thấy một đám hồn phách từ trong hồn phiên bay ra, chi chít trải rộng khắp đất trời. Trong số đó, 13 tử kim hồn phách sừng sững, ánh mắt sáng ngời nhìn người đàn ông trung niên kia. Xem cho kỹ, đây mới là cách dùng thật sự của tôn hồn phiên, hồn trận thập tam. Độn Thiên quát to, hồn bố bao vây toàn thân lập tức tản ra, lập tức lại hóa thành cây hồn phiên dài 3 trượng bị hắn cầm trong tay. Lập tức, 5 triệu hồn phách tràn ngập đất trời, theo một quy tắc nào đó bay ra bốn phía, lấy 13 hồn chủ kia làm trung tâm, rõ ràng là đang hình thành một trận pháp rất lớn. Trận này, với trình độ cấm chế trận pháp của Vương Lâm cũng chỉ có thể nhìn ra được sự huyền diệu mà không thể hiểu được tường tận. Luyện hồn, Độn Thiên quát lớn, đưa tay phải về phía trước. Lập tức trận pháp được tạo thành từ hồn phách kia ầm ầm rung lên, tất cả hồn phách lúc này đồng loạt phát ra một thanh âm. Thanh âm này giống như một thứ chú ngữ nào đó. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức màu đen từ trong những hồn phách đó mạnh mẽ hiện ra, ngưng kết với nhau, bất ngờ hóa thành một bàn tay to. Bàn tay này cùng với Độn Thiên động tác giống hệt nhau, cứ như là phân thân của hắn vậy. Độn Thiên tung một chảo, theo đó trên người đàn ông trung niên kia lập tức xuất hiện một hư ảnh màu trắng lóe ra. Hư ảnh này chính là hồn phách của hắn, bàn tay to kia bỗng nhiên hạ xuống. Người đàn ông trung niên ánh mắt chợt lóe, cũng không thấy hắn sử dụng pháp bảo gì, mà nâng tay phải lên điểm vào hư không một cái, trong miệng nói khẽ, định. Ầm một cái, bàn tay to kia lập tức dừng lại, không hề nhúc nhích. Người đàn ông trung niên tung một chảo vào hư không, lập tức 5 đạo khí tức thanh kinh tử bạch lam ngưng tụ ở trong tay, đỉnh. Nam tử trong miệng khẽ nói, 5 đạo khí tức kia lập tức tản ra, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía, bỗng nhiên phát nổ, hóa thành 5 cái đỉnh đồng lớn, dừng ở bốn phía. Luyện, nam tử lại khẽ nói, lập tức 5 cái đỉnh đồng kia đồng loạt chấn động, bên trên xuất hiện một đám ký hiệu quỷ dị. Những ký hiệu này lóe lên xoay tròn xung quanh đỉnh đồng. Cả 5 đỉnh đồng đều như vậy, hình thành nên 5 cơn lốc xoáy rất lớn, không ngừng chuyển động bên trong trận pháp kia. Một luồng khí tức tang thương lập tức trùm lên toàn bộ trận pháp,
hồn phách bên trong lập tức không tự chủ được bị cuốn vào bên trong lốc xoáy, bị lốc xoáy cắn nát, tiêu tan không còn. Độn Thiên thần sắc vẫn như thường, cười lạnh nói, chuyện tiên nghịch, không hổ là cửu diệp thuật chú sư, xem ra cũng có một chút thủ đoạn, thập tam hồn. Lập tức, hồn phách tạo thành trận pháp bỗng nhiên lại chuyển, 5 triệu hồn phách ầm ầm hướng về 13 chủ hồn ngưng tụ. Trong nháy mắt, 13 chủ hồn này lập tức bắt đầu cô đọng lại. 5 triệu hồn phách cô đọng thành 13 hồn chủ, thực lực của 13 chủ hồn này lập tức tăng lên, gần như mỗi một chủ hồn đều tương đương với anh biến hậu kỳ. Thậm chí bên trong cơ thể còn có tiên khí lượn lờ. Lúc này, người đàn ông trung niên kia mặt cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Độn Thiên ánh mắt lạnh như băng, nói, chưa hết đâu, thập tam hồn, hợp nhất. Lời vừa nói ra, 13 chủ hồn bỗng nhiên khẽ động, bốn phía xuất hiện một đám tàn ảnh. Sau khi tàn ảnh biến mất, 13 chủ hồn ngưng tụ một chỗ, hình thành một hồn phách duy nhất. 5 triệu hồn phách, 13 chủ hồn, ngưng tụ làm một hình thành một hồn phách duy nhất. Hồn này vừa hiện lên, thiên địa biến sắc. Vấn đỉnh. Người đàn ông trung niên kia hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, hồn này được ngưng tụ từ một lượng rất lớn hồn phách, bản lãnh đạt tới cảnh giới vấn đỉnh. Có điều đây không phải là vấn đỉnh chân chính mà là từ ý niệm của 13 chủ hồn biến thành. Chủ hồn qua các thế hệ đều là những anh biến tu sĩ của Luyện Hồn Tông biến thành. Những anh biến tu sĩ này trước khi chết đều tiếc nuối duy nhất là một điều, đó là kỳ vọng có thể đạt tới vấn đỉnh mà lúc còn sống họ không thể đạt tới. Sau đó, những ý niệm này không ngừng sinh trưởng bên trong hồn phiên, không ngừng trở nên lớn mạnh. Cuối cùng, ý niệm tập hợp lại một chỗ, hồn phách ngưng tụ lại làm một, hình thành một thứ tương đương với thực lực của vấn đỉnh kỳ. Nhưng đây cũng chưa phải là toàn bộ uy lực của tôn hồn phiên, mà chỉ là một phần mà thôi. Dù sao nếu như vậy, cũng chỉ có thể đối kháng được với vấn đỉnh sơ kỳ, còn nếu đối với Chu Tước Tử bản lãnh vấn đỉnh hậu kỳ thì hoàn toàn không có khả năng. Khiến Chu Tước Tử thật sự phải kiêng kỵ là lúc tôn hồn phiên triển hiện ra toàn bộ uy lực hùng mạnh. Nhất là đệ tứ hồn trong 36 chủ hồn. Hồn này không dễ dàng hiện ra, chính hắn mới khiến Chu Tước Tử thật sự kiêng kỵ. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 417, uy lực thực sự của thập ức tôn hồn phiên. Độn Thiên nhìn người đàn ông trung niên, lạnh giọng nói, cút, lão phu hôm nay không giết ngươi. Cuộc chiến giữa tiên di tộc các ngươi và Chu Tước Quốc, Luyện Hồn Tông ta không tham dự. Người đàn ông trung niên kia sắc mặt cực kỳ âm trầm, phẫn nộ trong lòng chậm rãi dâng lên. Với thực lực của hắn, nếu Độn Thiên không có thập ức tôn hồn phiên sẽ bị hắn giết dễ dàng. Hắn nhìn chằm chằm Độn Thiên, trầm mặc giây lát rồi nói, nếu chỉ đơn giản thế này cũng không thể uy hiếp được ta. Thập ức tôn hồn phiên chẳng lẽ uy lực chỉ có vậy? Độn Thiên cười ha hả, ánh mắt như điện, nói, 10 chủ hồn, hiện. Hồn phiên trong tay hắn vung lên, lập tức lại có 10 anh biến chủ hồn xuất hiện, yên lặng bay ra bốn phía. Lúc này, người đàn ông trung niên chua xót cười. Giờ phút này, đối mặt với thập ức tôn hồn phiên, rốt cuộc hắn cũng biết nguyên nhân vì sao trong tộc đối với vật này lại cực kỳ kiêng kỵ. Nếu Luyện Hồn Tông không tham dự trận chiến giữa chúng ta và Chu Tước Quốc, tại hạ thay mặt tiên di tộc xin hứa quyết, không tiến vào Luyện Hồn Tông nửa bước. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Nói xong, hắn hướng về Độn Thiên ôm quyền, cẩn thận xoay người rời khỏi. Hồn phiên trong tay Độn Thiên run lên, thu hồi tất cả hồn phách, rồi hắn cùng Vương Lâm bay nhanh mà đi. Thập ức tôn hồn phiên. Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Có cây phiên này trong tay, thiên hạ rộng lớn nơi nào cũng có thể tới được. Vừa rồi là uy lực của thập ức tôn hồn phiên của Luyện Hồn Tông ta, ngươi thấy thế nào? Trong khi bay, lời nói của Độn Thiên có mang theo một chút kiêu ngạo. Rất mạnh, Vương Lâm trầm giọng nói. Độn Thiên cười ha hả, nói, tôn hồn phiên không có phương pháp sử dụng chuẩn xác. Ví như tổ tiên đời thứ 6, hắn am hiểu trận pháp, vì thế cây phiên này trong tay hắn liền có trận pháp này. Lại ví như tổ tiên đời thứ 10, ý cảnh của lão nhân gia là thôn phệ,
đến khi sử dụng hồn phiên liền dùng phương pháp thôn phệ hồn phách để mạnh mẽ đối địch. Nhưng tôn hồn phiên sở dĩ có cái tên này là bởi vì hồn phiên có một thần thông mãi mãi không thay đổi, đó là dung hợp. Ngươi vừa mới nhìn thấy hồn phách vấn đỉnh kia rồi phải không? Đó là do dung hợp mà ra. Tuy nói không thể duy trì lâu thực lực vấn đỉnh, nhưng trong vòng một nén nhang có thể cùng với vấn đỉnh tu sĩ giao đấu. Tuy nhiên, đó cũng không phải là thần thông hùng mạnh nhất của tôn hồn phiên. Hồn phiên này thật sự có thể uy hiếp được vấn đỉnh hậu kỳ là nhờ có đệ tứ chủ hồn. Mấy vạn năm qua, cây phiên này chỉ xuất ra đệ tứ chủ hồn đúng một lần. Lần đó là một vị lão tổ vấn đỉnh sơ kỳ cuối cùng của luyện hồn tông ta cùng với đệ nhị chu tước tử liên thủ. Nghênh chiến với bốn người vấn đỉnh hậu kỳ bản lãnh cực cao từ tu chân tinh bên ngoài xâm nhập vào chu tước tinh. Độn Thiên vừa bay theo hướng Bỉ Lô quốc trên chu tước đại lục, vừa kể lại tỉ mỉ cho Vương Lâm để giới thiệu về hồn phiên. Trên thực tế, lúc này mặc dù nói việc ra ngoài cướp đoạt tiên ngọc là mục đích chính nhưng thực sự Độn Thiên muốn cho Vương Lâm trực tiếp hiểu rõ được tôn hồn phiên để hai năm sau tiếp nhận cây phiên này. Đối với Vương Lâm, Độn Thiên có thể nói là không hề keo kiệt, giống như là đối với đệ tử đích truyền vậy. Những việc có liên quan đến bí ẩn của tôn hồn phiên, thường thường chỉ có thầy trò trong luyện hồn tông mới có thể kể ra như vậy. Vương Lâm và Độn Thiên mặc dù trên danh nghĩa không phải thầy trò, nhưng giờ phút này không khác gì là thầy trò thật. Vương Lâm hai mắt sững lại một chút, nói, cùng với đệ nhị chu tước tử liên thủ. Độn Thiên gật đầu, nói, đúng vậy, sau khi chiến thắng tiên di tộc, đệ nhất chu tước tử đã hy sinh. Ngay lúc đó, một vài vấn đỉnh lão quái đã đem lấy thân thể của hắn phong ấn tiên di tộc lại, đồng thời chỉ định người tiếp nhận danh hiệu đệ nhị chu tước tử. Người này hùng tài đại lược vô cùng, quan điểm của hắn và các đời chu tước tử sau này đều không giống nhau. Hắn không chèn ép tu chân quốc cấp 5. Thời gian hắn nắm giữ chu tước tinh tuy là quá ngắn, nhưng trong 1000 năm đó, bản lãnh của hắn được coi là cao nhất trong các đời chu tước tử. Nghe nói hắn đã bước được nửa bước vào cảnh giới sau vấn đỉnh, khoảng cách đến tầng tiếp theo cũng chỉ còn nửa bước. Người này hoàn toàn xứng đáng là cao thủ đệ nhất của chu tước tinh ta từ xưa đến nay. Nghe được lời này, trong lòng Vương Lâm khẽ động, hắn nhớ đến Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam lúc trước luôn miệng nói hắn chính là đệ nhất cao thủ của chu tước tinh. Người này tên gọi là gì? Cách đây nhiều năm quá rồi, làm sao còn có người nhớ rõ tên của hắn? Chỉ biết hắn là đệ nhị chu tước tử thôi, có lẽ đệ nhất chu tước tử sẽ biết được. Độn Thiên lắc đầu, người này có kết cục ra sao? Vương Lâm tiếp tục hỏi, tung tích không rõ. Độn Thiên lại thở dài nói, nghe nói năm đó vị tổ tiên kia của luyện hồn tông ta cùng với đệ nhị chu tước tử nghênh chiến với tu sĩ bên ngoài. Trận chiến này mức độ kịch liệt không thua kém gì trận chiến với tổ linh của tiên di tộc. Cuối cùng lão tổ của luyện hồn tông ta không địch lại, dù sao hồi đó hắn cũng chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ thôi. Hắn phải xuất ra đệ tứ chủ hồn mới giữ được tính mạng và giết được một tu sĩ đối phương. Nhưng đệ tứ chủ hồn cũng bị thương rất nặng, cuối cùng ngủ say, theo lý mà nói thì bây giờ cũng gần khôi phục rồi. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng đệ nhị chu tước tử bị đối phương truy sát, bặt vô âm tín. Độn Thiên chậm rãi nói, trong lòng Vương Lâm chấn động. Hắn nghĩ tới năm đó Tư Đồ Nam từng nói hắn đã nghênh chiến với vài tu sĩ từ bên ngoài tới, trong mấy người đó. Nếu là từng người một thì không phải là đối thủ của hắn, nhưng mấy người liên thủ lại thì hắn quả thật không địch nổi. Cuối cùng hắn bị mấy người kia phá mất thân thể, Nguyên Anh nhập vào Thiên Nghịch Châu mới may mắn bảo toàn được tính mạng. Nỗi hận của Tư Đồ Nam với những người kia chỉ có thể dùng từ ngập trời để hình dung. Dựa theo cách nói của Độn Thiên, đệ nhị chu tước tử này và Tư Đồ Nam có chút tương tự. Vương Lâm hít sâu, ánh mắt chớp động. Hắn cùng với thế hệ chu tước hiện tại có chút thù oán, nếu Tư Đồ Nam thật sự là đệ nhị chu tước tử năm đó. Sau khi hắn tỉnh dậy liệu có trợ giúp cho thế hệ chu tước này không? Nghĩ cái gì thế? Độn Thiên nhìn về phía Vương Lâm, hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một lát, nói, tiên di tộc cùng với chu tước tinh giao chiến, đệ nhị chu tước tử này nếu như không chết, hắn có hiện thân trợ giúp cho thế hệ chu tước này hay không? Độn Thiên cười ha hả, lắc đầu nói, không nói vị tiền bối đệ nhị chu tước tử kia còn ở trên nhân thế hay không, cho dù hắn còn sống, cũng sẽ không đi trợ giúp cho thế hệ chu tước này đâu.
hai người lúc đó không biết nhau. Hơn nữa nghe nói đệ nhị Chu Tước Tử kia trời sinh tính kiệt ngạo. Nếu đệ nhất Chu Tước Tử không có ân đối với hắn thì người này đã sớm rời bỏ Chu Tước Tinh đi chu du các tu chân tinh khác để tu luyện, nâng cao cảnh giới rồi. Vương Lâm gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe, hỏi, Chu Tước Tử đã có tất cả mấy đời rồi? Thế hệ Chu Tước này là đời thứ 8, cũng là thế hệ mà ta coi không vừa mắt nhất. Độn Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói. Vương Lâm trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, tiền bối, theo lời ngươi nói vừa rồi thì tổ linh tiên di tộc là vật gì vậy? Độn Thiên lắc đầu, nói, vật ấy ta cũng không biết, chỉ thấy trong điển tịch của tông phái ghi chép, năm đó đại chiến với tiên di tộc đã từng xuất hiện tổ linh của tộc này. Chính tổ linh này mới khiến cho một số lượng lớn tu sĩ vấn đỉnh bên ta ngã xuống. Mà không nên nói rông dài nữa, sắp tới Chu Tước Đại Lục rồi, chúng ta phải mau chóng trở lại Luyện Hồn Tông để cho ngươi anh biến. Độn Thiên nói xong, mang theo Vương Lâm tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng ra xa bay nhanh đi. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 418, Đệ Nhị Chu Tước, Từ Đồ Nam. Mấy tháng nay, Độn Thiên mang theo Vương Lâm đi lại đó đây, gần như trong một chuyến đã đi non nửa Chu Tước Tinh. Lúc này nhìn từ xa, đã thấy phía trước là Chu Tước Đại Lục. Đúng rồi, ta nghĩ trong bốn người từ bên ngoài tới năm đó, trong bản ghi chép của Tổ tiên để lại có nói đến tên một người. Người này đến từ ngũ hành tinh, tên gọi là Nạp Đa. Đúng vậy, đúng là có người này, đợi sau khi trở về ta sẽ đem ngọc giản điển tịch này cho ngươi xem. Độn Thiên tùy ý nói, Nạp Đa, Vương Lâm thân mình chấn động. Ngươi làm sao vậy? Độn Thiên xoay người, nhìn Vương Lâm, ánh mắt, lộ vẻ nghi ngờ. Vương Lâm hít sâu, trầm giọng nói, Nạp Đa này, ta đã gặp qua. Độn Thiên ngẩn ra, hai mắt lập tức lóe tinh quang, nói, ngươi đã gặp Nạp Đa. Vương Lâm đem những sự tình có liên quan đến Nạp Đa kể cho Độn Thiên. Thú vị thật. Lão quái vật này sau mấy vạn năm vẫn còn sống, chỉ sợ bản lãnh đã đột phá vấn đỉnh chạm đến tầng giới hạn tiếp theo rồi, bằng không không có khả năng sống sót đến bây giờ. Độn Thiên trầm ngâm một chút, nói, hai người bay rất nhanh, hóa thành cầu vồng, hướng tới Chu Tước Đại Lục. Trong nháy mắt đã đi vào biên giới phía bắc của Chu Tước Đại Lục, đang định bay thẳng vào. Đúng lúc này, ánh mắt Vương Lâm bỗng ngưng lại, Độn Thiên phát hiện ra trước Vương Lâm một bước, vội ôm lấy Vương Lâm lùi mau về phía sau. Chỉ thấy một quầng sáng màu xanh bỗng nhiên dâng lên ở phía trước biên giới của Chu Tước Quốc. Quầng sáng này quá lớn, nó bao phủ toàn bộ Chu Tước Đại Lục. Chu Tước Kỳ Trận, sắc mặt Độn Thiên khó coi. Chu Tước Trận, trận pháp hùng mạnh nhất của Chu Tước Tinh. Trận pháp này có lớn có nhỏ, nếu triển khai toàn bộ thì có thể bao phủ hoàn toàn Chu Tước Tinh, chống lại sự tấn công của tu sĩ từ bên ngoài và yêu thú. Nếu thu nhỏ lại thì có thể bảo vệ một người, hùng mạnh vô cùng. Xem ra Chu Tước Quốc lần này đối phó với tiên di tộc hạ quyết tâm rất lớn. Mỗi lần mở ra Chu Tước Trận đều cần một lượng linh thạch nhiều không tưởng tượng được, lại cần một lượng lớn tiên ngọc nữa để phát huy được uy năng, ha ha, có thể so được với vấn đỉnh hậu kỳ. Độn Thiên ánh mắt chợt lóe, tay phải hướng về phía trước điểm một cái. Lập tức một đạo hắc khí từ đầu ngón tay xuất ra, hóa thành một tia màu đen gào thét bay tới phía trên quầng sáng. Tia màu đen này vừa tới gần, phía trên quầng sáng kia bỗng nhiên lay động. Ngay sau đó, một nắm tay hư ảo được hình thành từ ánh sáng xanh bỗng nhiên biến hóa ra, một quyền đánh vào tia màu đen, ầm. Qua một tiếng nổ, tia màu đen biến mất, nắm tay kia lại được quầng sáng thu hồi. Không ngờ còn có máu của cự ma tộc dung nhập trong đó, khiến cho Chu Tước Trận này có cả thần thông thuật của cự ma tộc. Độn Thiện cười lạnh nói, lần trước người đến cự ma tộc, không nên lưu lại hậu họa. Nếu đích thân lão phu đi, chắc chắn sẽ tận diệt toàn bộ cự ma tộc, tránh phiền toái sau này. Năm đó sau khi ngươi rời khỏi là lúc tiên di tộc xuất hiện. Nhị đệ tử Kiền Phong của Chu Tước Tử tự mình đi một chuyến đến cự ma tộc, giải khai phong ấn cho toàn bộ người của cự ma tộc, cùng đi tới Chu Tước Quốc. Ta lúc ấy liền hoài nghi tại sao Chu Tước Quốc lại hảo tâm như vậy, hóa ra là nhằm vào thần thông của cự ma tộc.
có máu của người trong cự ma tộc, Chu Tước trận này nhất định sẽ có thiên phú thần thông của cự ma tộc. Vương Lâm trầm mặc không nói, nếu đã có Sắt Hổ ở đó, hắn thế nào cũng không làm ra việc này. Độn Thiên trong mắt chợt lóe hàn quang, hướng về Chu Tước kỳ trận phía trước, quát to, Chu Tước trận bao bọc lấy toàn bộ đại lục, cứ một vạn dặm tất có một người hóa thành trận nhãn. Ngươi hãy ra đây cho lão phu, bằng không, không đợi tiên di tộc đến, lão phu sẽ mở trước trên Chu Tước trận này một lỗ hổng. Sự kiên nhẫn của lão phu có giới hạn, chỉ cho ngươi thời gian 3 nhịp thở. 2 nhịp thở sau, một bóng người xuất hiện bên trong quầng sáng. Người này tóc dài không gió mà động, mặc áo trắng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng toát ra một vẻ tà dị. Cả người thoạt nhìn như có một loại sức hấp dẫn kỳ lạ. Tiền bối bớt giận, người gọi vãn bối ra, vãn bối lập tức tuân mệnh. Người này mỉm cười, thong dong nói, mở ra. Độn Thiên lạnh lùng nói, tuân mệnh. Nam tử tà dị kia nâng tay phải lên, cách không điểm vào quầng sáng. Lập tức trên quầng sáng xuất hiện một lỗ hổng. Độn Thiên hừ nhẹ một tiếng, thân mình khẽ động, tiến vào Chu Tước đại lục. Vương Lâm theo sát sau đó. Nhưng đúng lúc này, nam tử tà dị kia ánh mắt chợt lóe, đưa tay phải vỗ vào hư không một cái. Lập tức quầng sáng khép lại. Vương Lâm ánh mắt phát lạnh, bị ngăn cách ở bên ngoài. Tiểu bối, ngươi muốn chết sao? Độn Thiên ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía nam tử tà dị kia. Người này không chút e ngại, ôn hòa nói, tiền bối bớt giận, vãn bối không có ác ý, chỉ là muốn cùng với vị Tằng Ngưu đạo hữu danh chấn Chu Tước Tinh này bàn luận một chút mà thôi. Ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Nam tử tà dị nhìn về phía Vương Lâm bên ngoài quầng sáng. Ngươi là ai? Vương Lâm nhíu mày. Tằng Ngưu đạo hữu, hôm nay ngươi và ta tuy lần đầu gặp mặt, nhưng tại hạ đối với ngươi cũng như bạn tri kỷ đã lâu. Nhất là người hầu của tại hạ Hồng Điệp, lại đối với ngươi nhớ mãi không quên. Nam tử tà dị kia mỉm cười. Kiền Phong, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Nam tử tà dị ôn hòa gật đầu, nói, không ngờ Tằng Ngưu lại biết tên tại hạ. Chắc là sư muội nghịch ngợm kia của ta ở trước mặt ngươi đã nói không ít điều bậy bạ. Đủ rồi, Kiền Phong, mở Chu Tước trận ra. Ta không có thời gian ở đây giằng co với ngươi. Bằng không hôm nay ngươi chết đi. Độn Thiên giọng điệu lạnh như băng, trầm giọng nói. Tiền bối, tại hạ không có ác ý, chẳng lẽ người tiền bối để thừa kế mà ngay cả một chút dũng khí đấu với tại hạ một trận cũng không có. Tiền bối yên tâm, tại hạ tuyệt đối không ra đòn sát thủ, chỉ là bàn luận mà thôi. Kiền Phong cười nói. Độn Thiên cười lạnh, nâng tay phải lên, đang muốn thi triển pháp thuật. Bỗng nhiên Vương Lâm nói, được, ta với ngươi cùng đánh một trận. Kiền Phong ánh mắt chợt lóe, cười ha hả, thân mình tiến lên một bước, từ trong quầng sáng đi ra. Đứng cách Vương Lâm 10 trượng, cười nói, được, Tằng huynh không hổ là người đã giết Lý Nguyên Phong và lão tổ cự ma tộc. Vương Lâm không muốn nói nhiều với người này. Khi đối phương vừa từ trong quầng sáng đi ra, trong nháy mắt hắn vỗ túi chữ vật, lấy ra tiên kiếm cầm trong tay, dung nhập tiên lực chém một nhát, lập tức cắt lời đối phương. Hắn và Kiền Phong này mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng trong lòng đến nửa điểm thiện cảm cũng không có, vừa ra tay đã dùng hết toàn lực. Một chém này, gọn gàng lưu loát, nhanh như một tia chớp. Ánh mắt Kiền Phong chợt lóe hàn quang, cũng không thấy hắn sử dụng pháp bảo, mà đưa tay phải lên phía trước điểm vào hư không một cái. Ầm, một tiếng nổ thật lớn vang lên khắp chân trời. Một chém này của Vương Lâm ẩn chứa tiên lực bên trong tiên kiếm, uy lực so với thông thường lớn hơn rất nhiều lần, đây chính là chiêu bí mật của hắn. Trong một chém này có ẩn chứa một lượng tiên lực mà hiện giờ hắn có thể phát huy đến cực hạn, uy lực kinh người. Kiền Phong vội lui thân mình, lui một mạch ra phía ngoài trăm trượng, mới gạt bỏ được hết tiên lực của tiên kiếm trên người. Toàn thân hắn không còn vẻ phóng khoáng như trước, hai mắt hàn quang chợt lóe, nhìn chằm chằm tiên kiếm trong tay Vương Lâm, nói rõ từng chữ, tiên bảo. Ngón trỏ trên tay phải của hắn lúc này khẽ run, một vết máu tươi từ đầu ngón tay đã chảy dọc toàn bộ cánh tay phải mà hắn cũng không hề hay biết. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 419, Kiền Phong.
Vương Lâm vừa rồi ra tay, đó là toàn lực. Điểm này Kiền Phong không đoán được. Chuyện tiên nghịch sau khi một kiếm đánh lui Kiền Phong, Vương Lâm lập tức há mồm phun ra một luồng khí đen, tay phải nắm vào hư không, lập tức thập ức tôn hồn phiên xuất hiện trong tay. Hắn vung lên một cái, lập tức toàn bộ hồn phách từ bên trong gào thét mà ra. Vương Lâm biết rõ một chút sức mạnh này không thể chiến thắng được Kiền Phong. Dù sao, người này bản lãnh cũng là anh biến trung kỳ, cho nên chỉ có ra tay trước, đánh cho người này không kịp trở tay. Hàng triệu hồn phách vừa xuất ra, Vương Lâm ánh mắt chớp động, trong miệng nói khẽ, hồn. Bên trong hàng triệu hồn phách kia có 12 chủ hồn. 12 chủ hồn này lập tức nhe răng cười, phóng về phía Kiền Phong. Kiền Phong từ trong quầng sáng đi ra, lúc này bị hàng triệu hồn phách vây quanh. Tất cả những việc này đều diễn ra trong thời gian cực nhanh, nhanh đến nỗi Kiền Phong không kịp trở tay một chút nào. Dù sao hắn cũng chưa hiểu Vương Lâm, trong lòng cũng vẫn coi thường, nếu không nói, dựa vào bản lãnh của hắn, quyết không để cho Vương Lâm có cơ hội sử dụng hồn phiên. Hơn nữa hắn thấy tên Vương Lâm này quá đê tiện. Phải biết rằng với thân phận của hắn dù thế nào cũng phải nói mấy câu, đại gia bắt đầu tỉ võ đều phải như vậy. Nhưng tên Vương Lâm này không ngờ ngắt lời hắn, thừa dịp hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt công kích ngay. Loại hành vi này thật sự là đánh lén không còn nghi ngờ gì nữa. Năm đó hắn cùng với thiếu tộc trưởng của tiên di tộc quyết chiến một trận cũng không phải chật vật như vậy. Độn Thiên xem cảnh tượng này trong lòng thích thú, ha ha mỉm cười, thầm nhủ. Tăng Nghiêu này đích thực đã nắm được tinh túy của luyện hồn tông ta, đã không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải cướp đoạt tiên cơ. Lúc này Kiền Phong bị hàng triệu hồn phách vây quanh. Những hồn phách này gào thét lao tới, mang theo một lực hùng mạnh đánh vào. Nhất là 12 chủ hồn kia, đối với hắn có sức uy hiếp thật lớn. Kiền Phong lúc trước vẻ mặt ôn hòa, lúc này lại mang một chút bực bội. Hắn vỗ túi chữ vật, lập tức một cái dùi đỏ như lửa xuất hiện trong tay. Dùi Chu Tước. Độn Thiên nhướng mày, trong lòng thầm nhủ, Chu Tước tử đúng là rất sủng ái tên Kiền Phong này, nếu không sẽ không đem pháp bảo bậc này giao cho người này sử dụng. Tăng Ngưu, đây là pháp bảo của Chu Tước tử, thuộc loại ngụy tiên bảo, uy lực rất lớn. Độn Thiên dùng thuật truyền âm. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên. Hắn vốn là người quyết đoán, giờ phút này trong mắt lóe hàn quang, khẽ nói một chữ, nổ hàng triệu hồn phách kia lập tức tự nổ. Ầm, ầm, ầm. Hàng triệu hồn phách ầm ầm tự nổ, sinh ra uy lực vô cùng. Kiền Phong sắc mặt đại biến, không nói lời nào, thu hồi cái dùi, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết. Lập tức Chu Tước trận đang bao phủ toàn bộ Chu Tước đại lục bỗng nhoáng lên một cái, trong nháy mắt biến mất phía trên Chu Tước đại lục, xuất hiện trên người Kiền Phong. Chỉ thấy vào lúc này những tia sáng xanh như cầu vồng, rẽ đất mang theo từng cơn lốc xoáy thật mạnh, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Hàng triệu hồn phách tự nổ sinh ra một lực tấn công hùng mạnh. Những tia sáng xanh lay động kịch liệt, Kiền Phong ở bên trong thân mình chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Vương Lâm thầm than, hất tay phải lên, thu hồi 12 chủ hồn. Lúc này Chu Tước trận pháp trên Chu Tước đại lục đã biến mất, hắn thong dong đi vào Chu Tước đại lục, đứng ở bên cạnh Độn Thiên. Tôn hồn phiên của Vương Lâm sau khi thu hồi 12 chủ hồn hóa thành một luồng khí đen. Từ trong nguyên thần của Vương Lâm bay ra dung nhập vào trong thân thể của Độn Thiên, hợp lại với thập ức tôn hồn phiên thật sự. Hai phân phiên hư ảo của Vương Lâm đã được dùng hết toàn bộ. Độn Thiên nâng tay phải lên, ánh mắt chớp động, sau đó lại buông tay xuống, lúc này hắn không giết được Kiền Phong. Hắn có Chu Tước trận hộ thân, trừ phi sử dụng đệ tứ chủ hồn, nếu không, không thể trừ bỏ được sự bảo vệ của một người có mang Chu Tước kỳ trận. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, giống như tham dự một trận chiến như vừa rồi không phải là hắn vậy. Ba nhịp thở sau, quầng sáng trên người Kiền Phong tiêu tan. Hắn sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ xấu hổ và giận dữ. Nhưng lập tức, vẻ phẫn nộ này liền bị hắn thu hồi, hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt khôi phục. Lại vẻ ôn hòa, cười to nói, thủ đoạn của Tằng huynh hay lắm. Kiền mỗ xem như đây là một kinh nghiệm, quá lời rồi. Vương Lâm bình thản nói, ánh mắt liếc nhìn khu rừng cách đó không xa, than nhẹ một tiếng, thân mình khẽ động, xoay mình rời khỏi nơi này,
hướng về Luyện Hồn Tông bay đi. Độn Thiên cười ha hả, sau khi liếc nhìn Kiền Phong một cái, lại tùy ý nhìn đến khu rừng cách đó không xa, rồi đuổi theo sau Vương Lâm, hai người biến mất ở phía chân trời. Trong mắt Kiền Phong lại dâng lên vẻ phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm về hướng Vương Lâm biến mất, nắm chặt tay, quát, Hồng Điệp, ra đây. Ở ven rừng có một người đi ra. Người này mặc áo hồng, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, phong tư hấp dẫn, nhưng hai mắt của nàng lộ ra vẻ mờ mịt và đờ đẫn, trông giống như một con rối bằng gỗ không có linh hồn. Sau khi Hồng Điệp đi đến bên cạnh Kiền Phong, Kiền Phong liền quay mạnh đầu, tay phải nâng lên điểm vào giữa lông mày Hồng Điệp. Lập tức thân mình Hồng Điệp run rẩy, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, sinh mệnh lực trôi nhanh ra. Trái lại sắc mặt Kiền Phong càng ngày càng hồng hào, thương thế trong cơ thể do sức ép của hồn phách tự nổ gây ra nhanh chóng hồi phục, trong nháy mắt đã khôi phục lại như thường. Hắn thu ngón tay, nhìn vết thương trên đầu ngón tay bị tiên kiếm của Vương Lâm chém, lúc này vẫn còn có một tia máu chảy ra, liếm sạch đi. Kiền Phong đặt ngón tay lên miệng Hồng Điệp mở cái miệng nhỏ ra, đem ngón tay của Kiền Phong đặt ở trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Kiền Phong không hề liếc nhìn Hồng Điệp mà tiếp tục nhìn chằm chằm về hướng Vương Lâm vừa biến mất, thì thào lầm bẩm, Vương Lâm, ngươi dám làm ta bị thương, ngươi chết chắc rồi. Sư tôn lớn tuổi, có chút hồ đồ, nghĩ thế nào lại phái sư muội đi thu thập đạo tâm của ngươi. Ý cảnh của ngươi là của ta, ý cảnh của sư muội cũng là của ta, điểm này không ai có thể thay đổi được, cho dù là ý cảnh của sư tôn, nếu có thể, ta cũng sẽ nuốt. Tôn hồn phiên của Tằng Ngưu này quá mức lợi hại, Độn Thiên lão tặc cũng hồ đồ, pháp bảo này không hiến cho Chu Tước quốc mà lại cho Tằng Ngưu. Tuy nhiên hồn phiên này đã bị sư tôn chú ý, sư tôn hạ quyết tâm phải lấy bằng được cây phiên này. Ta muốn xem ngươi còn có thể cầm nó được bao lâu. Vương Lâm và Độn Thiên, hai người bay một mạch với tốc độ cực nhanh, về tới Luyện Hồn Tông. Bên trong Luyện Hồn Tông so với mất tháng trước khi hai người rời khỏi không có gì khác nhau. Sau khi trở lại Luyện Hồn Tông, Độn Thiên không nghỉ ngơi mà dẫn ngay Vương Lâm vào cấm địa phía sau núi. Tại đây, Độn Thiên giao cho Vương Lâm một túi chữ vật, nhìn Vương Lâm, trầm giọng nói, cứ yên tâm bế quan. Gắng sức mau tới ngày anh biến, có lão phu hộ pháp cho ngươi, lúc nào ta còn chưa chết, quyết không cho người nào đến quấy rầy ngươi. Vương Lâm nhìn Độn Thiên, ít lâu sau, hạ giọng nói, cảm ơn. Độn Thiên cười lên ha hả, xua tay nói, không cần cảm ơn, ngươi cứ nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng ta là tốt rồi. Vương Lâm hít sâu, nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm. Độn Thiên gật gật đầu, thân mình khẽ động, biến mất khỏi hang động bên trong cấm địa. Lúc hiện ra, đã ở bên ngoài hang động, hắn khoanh chân ngồi xuống, thần thức tản ra, lẳng lặng ngồi canh giữ. Phía trước người hắn, thập ức tôn hồn phiên lẳng lặng phất phơ. Tằng Ngưu này đúng là quyết đoán, làm cho 1 triệu hồn phách tự nổ. May mà hắn chỉ cầm phân phiên, toàn bộ đều từ trên chủ phiên biến hóa ra. Tuy nói là 1 triệu hồn phách tự bạo, nhưng bên trong chủ phiên vẫn chưa tiêu vong, chẳng qua chỉ suy yếu mà thôi, nếu không, lão phu sẽ đau lòng không dứt. Độn Thiên nhìn cây phiên này, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm. Ánh mắt hắn không giống như đối đãi với pháp bảo, mà ngược lại coi như là trưởng bối của mình. Các đời liệt tổ của Luyện Hồn Tông, vãn bối Độn Thiên tuổi thọ sắp hết, muốn đi gặp các người. Độn Thiên ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn, nhẹ giọng nói. Tay phải hắn điểm lên trên thập ức tôn hồn phiên, lập tức một anh biến chủ hồn bay ra. Chủ hồn này mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn có đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Độn Thiên nhìn chủ hồn này, than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, sư huynh, ta đem tôn hồn phiên giao cho Tằng Ngưu, cũng chưa biết là đúng hay sai. Tuy nhiên hiện tại tiên di tộc tấn công, Luyện Hồn Tông sợ là khó có thể bảo toàn. Tằng Ngưu kia ngày sau chắc chắn sẽ rời khỏi Chu Tước Tinh, đến lúc đó nhờ hắn ở những tu chân tinh khác lưu lại một tia huyết mạch cho Luyện Hồn Tông ta. Có lẽ đây mới là hàm ý thật sự trong quẻ tượng của ngươi. Ngươi sống một đời, không cầu sống lâu với trời đất, nhưng lại cầu có thể chết như vậy. Các đời liệt tổ của Luyện Hồn Tông ta đều bỏ qua những quyền lợi của luân hồi, cam tâm tình nguyện trở thành chủ hồn. Độn Thiên ta tự nhiên cũng không chịu kém ngươi. Sư huynh, ngươi chờ ta, chúng ta sẽ mau chóng gặp nhau thôi. Ánh mắt Độn Thiên chớp động,
nhìn gương mặt hiền lành của chủ hồn kia hạ giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 420, Anh biến chung. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong động phủ bên trong cấm địa, cầm trong tay túi chữ vật mà Độn Thiên để lại, thần thức đảo qua, sắc mặt lập tức biến thành cổ quái. Dọc đường đi, hắn tuy đã biết Độn Thiên cướp đoạt tiên ngọc rất nhiều, nhưng chưa từng trực tiếp nhìn qua. Ngày trước những tông phái giao ra tiên ngọc đều bị Độn Thiên trực tiếp thu vào trong túi chữ vật. Giờ phút này hắn vừa thấy được, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tiên ngọc bên trong cái túi chữ vật nhỏ này so với tiên ngọc ta đến tiên giới lấy được nhiều hơn gấp trăm lần. Khó trách luyện hồn tông trong mấy vạn năm nay lại xuất hiện nhiều anh biến tu sĩ như vậy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, túi chữ vật trong tay run lên, lập tức một lượng lớn tiên ngọc rơi ra bốn phía. Trong nháy mắt, bên trong động được tiên khí bao phủ hết sức nồng đậm. Đây chẳng qua mới chỉ là một phần bên trong túi chữ vật này mà thôi. Vương Lâm cất túi chữ vật đi, lập tức nhắm hai mắt lại, rồi bắt đầu thổ nạp hấp thụ. Tiên lực điên cuồng bị hắn hút vào trong cơ thể, linh lực không ngừng bị ép bên trong cơ thể ngưng tụ tại đan điền. Quá trình này, trước đây Vương Lâm đã giằng co nhiều lần. Hiện tại hấp thụ tiên lực, xe nhẹ đường quen bắt đầu thực hiện anh biến. Theo một lượng lớn tiên lực dung nhập vào, linh lực tại đan điền bên trong cơ thể hắn càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một linh cầu to bằng nắm tay. Linh cầu này so với kim đan của tu sĩ có chút tương tự, nhưng trên thực tế thì chênh lệch như trời với đất. Ba ngày sau, toàn bộ tiên ngọc xung quanh thân thể Vương Lâm đều biến thành màu xám, bên trên xuất hiện nhiều vết rạn, vỡ thành nhiều mảnh. Vương Lâm không hề dừng, lại vỗ túi chữ vật, lập tức một lượng lớn tiên ngọc lại rơi ra bốn phía. Tiên lực được hấp thụ không chút gián đoạn, chui rất mạnh vào trong cơ thể Vương Lâm, chạy theo kinh mạch. Vừa nén ép cô đọng linh lực, vừa cải tạo máu thịt, kinh mạch cũng như xương cốt trong cơ thể của Vương Lâm. Bước đầu tiên của anh biến đó là khiến cho thân thể tu sĩ hoàn toàn thay ra đổi thịt, xóa bỏ phàm căn, có được tiên thể thích hợp với vận chuyển tiên lực. Trên thực tế, khi tiên giới vẫn chưa sụp đổ, sau khi tu sĩ bay vào tiên giới về hoàn toàn không cần phải hấp thụ tiên ngọc như Vương Lâm hiện tại, mà chỉ cần ngâm mình trong tẩy linh trì mấy tháng, liền tẩy đi được phàm căn, có được tiên thể. Nhưng hiện tại, tiên giới đã bị phá nát, tẩy linh trì mất tích. Trước mắt, tu sĩ trong quá trình anh biến này đều cần một lượng lớn tiên ngọc để xóa đi từng chút phàm căn. Thân thể sau khi trừ hết đi được phàm căn liền xem như hoàn thành bước đầu tiên, anh biến. Về phần bước thứ hai còn lại là nguyên thần ngưng thật, từ hư ảo biến thành thực thể. Tuy rằng không thể thay thế được thân thể, nhưng sau khi nguyên thần ngưng thật so với trước kia cũng hùng mạnh hơn gấp vô số lần, càng có sức mạnh tự bảo vệ. Nói theo một phương diện nào đó, nguyên anh là trẻ con, nguyên thần là trẻ con trưởng thành thành thiếu niên. Còn anh biến, đây là một loại lột xác thần kỳ, trẻ con hoàn toàn trở thành tráng niên, đồng thời trong tay còn có vũ khí, còn xa nguyên thần mới có thể sánh bằng. Nguyên anh của Tư Đồ Nam rất lớn, đó là biểu hiện của anh biến kỳ. Cho dù là vấn đỉnh kỳ cũng chỉ có được nguyên anh lớn như vậy. Chỉ có đột phá vấn đỉnh, đạt tới một tầng khác mới có sự biến hóa mới. Tuy nhiên khoảng cách của tầng kia với Vương Lâm mà nói, quá mức xa xôi. Thời gian dần dần trôi qua, tiên ngọc bên trong túi chữ vật đã bị Vương Lâm hấp thụ hơn phân nửa. Xung quanh hắn chồng chất dấu vết từng đống tiên ngọc vỡ vụn thành tro. Linh lực bị ép tại đan điền trong cơ thể hắn đến một ngày rắc lên một tiếng, trong nháy mắt vỡ vụn. Từ trong chỗ vỡ vụn xuất hiện một lực hút khổng lồ, gần như trong chớp mắt đem toàn bộ tiên lực được Vương Lâm hấp thụ vào trong cơ thể hút vào. Giờ phút này thậm chí ngay cả tiên ngọc xung quanh vừa mới được Vương Lâm lấy ra trong nháy mắt vỡ vụn tất cả. Tiên lực điên cuồng dung nhập theo thân thể Vương Lâm bị hút vào bên trong cái khe kia. Dần dần, linh cầu do linh lực ngưng kết thành cũng chậm rãi thay đổi màu sắc. Từ màu xanh ban đầu, đến bây giờ chậm rãi lộ ra ánh hoàng kim, thần trí Vương Lâm vẫn sáng suốt. Hắn nhìn những biến hóa bên trong cơ thể, trong lòng không hề dao động, cứ như đang nhìn vào một người khác. Trong chốc lát, sau khi toàn bộ tiên lực bị cái khe kia hấp thụ, linh cầu cũng thay đổi màu sắc hoàn toàn,
biến thành màu hoàng kim. Lúc này nếu lấy nó ra khỏi cơ thể, người bình thường quyết không thể nhìn ra nó khác kim đan ở chỗ nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên kim cầu này chấn động, lập tức trên mặt những vết nứt vỡ hiện ra ngày càng nhiều. Cuối cùng ầm một tiếng nổ vang lên bên trong cơ thể Vương Lâm, kim cầu vỡ vụn, một lượng lớn tiên lực điên cuồng phát tiết ra. Nguyên thần của hắn lập tức bị lượng tiên lực này tấn công, từ trong cơ thể hắn bị đánh văng ra ba thước. Khi đang muốn trở về bên trong cơ thể thì một luồng lực đạo mạnh mẽ xuất hiện, ngăn cản nguyên thần tiến vào. Nguyên thần của Vương Lâm lơ lửng giữa khoảng không phía trên thân thể, hướng nhìn xuống dưới, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy toàn bộ những biến hóa trên thân thể. Nhưng thấy thân thể giờ phút này theo kim cầu kia vỡ vụn. Tất cả kinh mạch trong cơ thể bị tiên lực đánh trúng, toàn bộ bị dập nát. Thân thể giờ đây giống như một cái thùng rỗng, bên trong trống không chỉ có tiên lực. Lúc này lông tóc trên da toàn bộ dựng hết lên, từng tia linh lực theo đó chui ra ngoài, vờn xung quanh thân thể. Một cảm giác bị tiên khí vờn xung quanh lập tức xuất hiện. Trong chốc lát, tiên lực theo lông tóc dựng đứng chui ra, theo miệng mũi thất khiếu lại chui vào trong cơ thể, cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn. Dần dần thân thể Vương Lâm trở nên trong suốt như thủy tinh. Quần áo trên thân thể hắn lúc này cứ như là bị hòa tan, chậm rãi biến mất, chỉ để lại hai túi trữ vật trên thân người. Trong cơ thể hắn, tiên lực chậm rãi ngưng kết thành từng đường kinh mạch. Tất cả kinh mạch hoàn toàn được tạo nên từ tiên lực, tự nhiên sẽ thích hợp cho tiên lực lưu chuyển. Trên thân thể hắn, máu thịt cũng theo đó mà biến hóa, bên trong cũng ẩn chứa một chút tiên lực. Giờ phút này, cả người hắn thoạt nhìn giống như là tiên nhân. Quá trình cải tạo này kéo dài không biết hết bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian này, nguyên thần Vương Lâm vẫn chỉ lơ lửng phía trên thân thể. Hắn vô số lần thử tiến nhập vào trong thân thể, nhưng thủy chung đều bị ngăn. Cản ở bên ngoài giống như thân thể này không phải thuộc về hắn, không thể dung nhập. Một ngày này, thân thể hắn tản mát ra một luồng hương khí kỳ dị, cực kỳ mê người, cứ như là linh vật được khai quật vậy. Hương khí này xuyên thấu qua hang động, phiêu tán mà ra. Độn Thiên đang ngồi ở bên ngoài động, bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, lẩm bẩm, bước đầu tiên anh biến, thân thể ngưng hóa đã hoàn thành, kế tiếp chính là bước thứ hai, nguyên thần cô đọng. Hắn hai tay bấm quyết, lập tức một luồng khí đen vội lóe ra hướng về bốn phía bay đi, bao phủ xung quanh động hình thành một cái lồng, ngăn cản hương khí lan truyền ra. Anh biến tu sĩ sau khi hoàn thành bước đầu tiên, hương khí này sẽ dẫn dụ một vài yêu thú đến làm hại cùng với lễ hồn đến đoạt xá. Tuy nhiên luyện hồn tông ta đời đời thao túng hồn phách, lễ hồn này không đến thì thôi, chỉ cần vừa đến sẽ bị tôn hồn phiên hấp thu, xem như một lần tẩm bổ. Về phần yêu thú lão phu cũng không sợ, có hộ sơn đại trận của luyện hồn tông cản trở bên ngoài, trong toàn bộ Chu Tước Tinh, yêu thú có thể đẩy lui được lão phu đến nay vẫn còn chưa phát hiện ra. Tu sĩ anh biến là một cửa ải vô cùng hung hiểm. Đối với Vương Lâm mà nói, có Độn Thiên hộ pháp dĩ nhiên không phải lo lắng. Nhưng đối với những người tán tu hoặc là những môn phái không đủ nhân lực mà nói, đúng là cực kỳ chí mạng. Trong lúc anh biến, toàn thân tu sĩ không hề có sức bảo vệ, nhất là lúc nguyên thần bị tấn công ra khỏi thân thể hoàn toàn trống rỗng. Nếu như có một vài hồn phách làm hại, chúng sẽ mượn cơ hội này để đoạt xá hoặc cắn nuốt thân thể. Thậm chí còn có yêu thú, với những thân thể vừa mới anh biến này chúng cảm thấy rất hứng thú. Trong mắt chúng, thân thể này là thiên tài địa bảo, nuốt vào sẽ tăng được thần thông. Nếu như nguyên thần quay trở lại thân thể sau khi linh lực trong thân thể kia bắt đầu khởi động, thì đối với những yêu thú này đã không còn tác dụng. Bên trong động, lúc này nguyên thần Vương Lâm túm một cái. Túi trữ vật trên mặt đất lập tức mở ra, một lượng lớn tiên ngọc bay ra rơi ở bốn phía. Từng trận tiên lực mạnh mẽ xuất hiện. Lúc này đây, tiên lực không còn bị thân thể hấp thụ mà toàn bộ ngưng kết bên cạnh nguyên thần, thấm vào nguyên thần. Các bạn vừa nghe xong tập 42 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.